Bố và con trai. Các cụ có câu: tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Thế mà nhà tôi có những 6 anh trai, em trai, lại sinh vào cái thời đói gáy đói gắt. Bố xoay đủ nghề, đi từ thuyền đến đi bán, đi buôn, đi đan chiếu. Nhưng vì nhà đông con nên cũng chỉ được bữa đói, bữa no. Sợ nhất là đến mùa đông, đói lại thêm rét, thì thật là đáng sợ. Cái rét cắt da, cắt thịt. Tôi chỉ nhớ khi ấy mình khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó, có mỗi cái áo cánh vải dày để mặc. Vì thế, đi đâu cũng bố làm cho cái ống bơ đựng than hồng. Đi ra đồng, lấy than ấy đốt lửa lên cho nó ấm. Tôi cứ ước ao có một cái áo bông thật dày. Nhưng là ước thế chứ tôi biết với cảnh nhà mình điều này là không thể. Nên cũng không dám đòi cha mẹ mua cho bây giờ. Một lần tôi bị ho, có lẽ do lúc chiều gió mùa đông bắc mà tôi nghịch dại bắt cá nên đã nhiễm lạnh rồi. Bố bảo: cắt cái áo bông của bố thành cái áo nhỏ cho con đi. Mẹ tôi chần chừ vì đó là chiếc áo bông duy nhất của bố mà bố còn phải đi thuyền trên sông. Không có áo ấy làm sao bố chịu được cái giá rét. Bố biết ý bảo: con còn bé chịu lạnh kém hơn, tôi làm việc một lúc là người nó nóng lên ngay thôi. Đó là chiếc áo mà tôi thấy quý nhất trong đời. Các anh tôi cũng vừa làm vừa đi học, đến khi tối về cả nhà quây quần trong căn nhà nhỏ. Gió bấc cứ rít qua mái lá, vì không đủ chăn nên mọi người phải ngủ trong những ổ rơm dày. Tôi được ngủ với bố. Bố ôm tôi trong lòng, hai chân nhỏ lạnh ngắt của tôi kẹp trong bắp chân của bố. Hai tay tôi được nhét hẳn vào người bố cho ấm. Tôi vẫn nhớ cảm giác rơm rầm rậm, ngứa ngứa cả người. Thế mà cứ rúc đầu vào ấy, miễn làm sao tránh được cái rét. Tôi thì thào với bố: sau này con có tiền, con sẽ mua cho bố cái chăn ấm nhất. Giờ bố đã ngoài 70 rồi, tôi cũng đã trưởng thành và thành đạt. Tôi mua chiếc chăn điện hiện đại nhất, nằm ấm mà dễ chịu. Bố tôi có vẻ thích nhưng lại không dùng đến. Ông bảo: bố đắp chăn bông quen rồi con ạ. Những chiếc chăn bông cũ đen sì và mùi âm ẩm. Có khi ông rũ chăn ra phơi và nhắc tôi: cu à, nên 8 tuổi mày vẫn đái dầm ra cái chăn này đấy nhá. Bố còn giữ cái chăn ấy làm gì? Bố thích đắp chăn bông thì hôm nào con mua cho bố chăn khác đẹp hơn. Thôi cu ạ, bố già rồi, đắp chăn nào cũng được mà con. Tôi mua cho bố cái chăn bông loại siêu nhẹ. Tôi sợ những chiếc chăn cũ kia sẽ làm bố nặng cái ngực. Nhưng chẳng hiểu sao, bố cứ cất kỹ mấy cái chăn mới, chỉ mang chăn bông cũ ra dùng. Bố tôi bị đau chân, đầu gối nó sưng vù lên, chân lạnh tê bút từ gót đến đầu gối, dù không phải là mùa đông. Tôi đưa bố đi khám, mua thuốc và cả một chiếc máy trị đau nhức khớp bằng điện. Mỗi khi chân bị tê thì chạy máy sẽ làm chân bố ấm lên
và bớt đau. Tôi còn nhờ người cắt thuốc mãi trong năm, rồi mua các loại rượu ngâm bổ nhất. Bố bảo: "Mày cứ tốn tiền làm gì hả cu?" Bố thấy đỡ rồi. Hôm ấy chân bố lại bị buốt, nhà mất điện, chiếc máy hiện đại thành vô tác dụng. "Thôi, để con bóp chân cho bố một lát sẽ ấm thôi." Tôi bóp chân cho bố, hai bàn tay phải xoa thật nhanh, thật đều để tạo ra ma sát cho chân nó nóng lên mới đỡ đau được. Hai bố con ngồi trong bóng tối, chân bố gầy quá, đôi chân mạnh khỏe ngày nào ấp nấy chân tôi, giờ còn bé xíu, lành lặn. Tôi chạy lòng nhớ cái ổ rơm rằm rặm ngày xưa. Chợt bố bảo: "Cu à, dạo này bố thấy chân hay bị lạnh lắm con ạ. Mày lấy vợ đi cho bố kịp biết mặt con dâu út đi." Tôi lặng im không nói. Tôi cứ nghĩ phải mua cho bố thứ này, thứ kia mà không biết bố đang cần ở tôi điều gì nhất. Bố nhẹ nhàng bảo: "Chân bố ấm lên rồi đấy con ạ. Thế này dễ chịu hơn dùng cái máy điện kia nhiều." Bố không biết tôi đã vô tình để rơi giọt nước mắt xuống chân bố. Nước mắt bao giờ cũng mặn và ấm lắm các bạn ạ. "Bố ơi," tôi thầm rằng, "con yêu bố và con sẽ hiếu thảo với bố." Ba, niềm kiêu hãnh của con. Ba của con là một người kiêu hãnh. 20, kiêu hãnh là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, yêu đời và tài năng. 30, kiêu hãnh là một người chồng trung thủy, một người cha mẫu mực, là trụ cột của một gia đình với người vợ đảm đang, với những đứa con ngoan hiền. 40, kiêu hãnh chỉ trong một ngày đã mất đi tất cả. Hai chữ mưu sinh đã chiếm mất vị trí của kiêu hãnh. Mỗi ngày hai buổi dầm mưa dãi nắng trên vỉa hè của một cái chợ để buôn bán. Cái ăn, cái mặc của bốn con người trong một gia đình. Tương lai của hai đứa con đang đến trường đè nặng trên vai của cha. Còn đâu giây phút nào để thấy nhục nhã, để thấy ê trẻ. Có một ngày, con đem cả phần tiền ăn một ngày của mình để mua một hộp xôi thật nhiều thịt, rụt rè mang đến cho cha. Vừa trông thấy con, cha đã nhíu mày và kéo con đến một góc khuất, vội vàng nhận lấy hộp xôi trên đôi tay rụt rè của con, không phải với một lời cảm ơn mà là: "Sau này đừng bao giờ ra đây nữa nhé, con có biết không?" Rồi ba tất tả trở lại chỗ bán. Con đứng mãi trong nơi khuất ánh mặt trời mà nhìn cha dưới ánh nắng gay gắt, cầm tờ báo quạt quạt, bỗng dưng con thấy tan nát cả một cõi lòng, nước mắt mặn đắng cả tâm hồn. Kia là cha của con sao? Người cha luôn kiêu hãnh, luôn là niềm tự hào của con đó sao? Con đã nhắm mắt bước đi mà cả gương mặt ướt đẫm. Không ngờ có một ngày mình lại ra nông nỗi này. Có ai mà nói trước điều gì? Cuộc đời này luôn đổi thay, nhiều chớ trêu. Mất cả một đời vẫn chưa học hết được chỉ một chữ ngờ. Ôi, nhục lắm. Đứng bán ở đó, nhiều khi gặp người quen phải quay mặt đi.
Nhưng đâu phải ai cũng nhìn mình. Có người quen thật đấy. Mới ngày nào còn anh em, giờ làm như người xa lạ. Ôi, đời là thế. C'est la vie. Chua chát, phũ phàng, nhục. Một mình tôi chịu, tôi gánh hết. Có chết cũng không để mẹ con nó bước ra chỗ đó. Nếu chả không say men rượu, liệu đến bao giờ mới trút hết nỗi lòng của mình ra? Nếu con không tình cờ nghe thấy, đến khi nào con mới hiểu hết tấm lòng của cha đây? Một lần nữa, trong bóng tối, nước mắt con lại rơi. Nhưng lần này con biết vì sao con lại khóc. Con khóc cho niềm kiêu hãnh của cha, khóc cho sự tệ hại của con. Cha đâu trách ông trời, đâu hận những người đã hại gia đình mình ra như thế. Chỉ là cha đang học một phần trong chữ ngờ kia mà thôi. Có phải cha không? Cha thay con gánh đi những lo toan trong cuộc sống. Con sẽ thay cha gánh lấy niềm kiêu hãnh và sự kỳ vọng. Bây giờ, cha không còn bán ở chợ nữa. Niềm kiêu hãnh lại trở về trên nụ cười của cha. Bây giờ con đã là sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Từng bước con đến với ước mơ của mình, đem về sự tự hào cho cha. Cuộc sống sinh viên xa nhà quá nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Với một sinh viên tỉnh lẻ trước mắt, luôn là những cạm bẫy của cuộc sống muôn màu. Nhưng con luôn nghĩ đến cha, đến những gì cha đã trải qua để thấy mình nghị lực, mạnh mẽ hơn, để thích nghi với môi trường mới. Cha đã đi qua 2/3 cuộc đời để học một chữ ngờ trong cuộc sống. Còn con 2/3 cuộc đời nữa để học tiếp những gì còn lại trong chữ ngờ kia. Con sẽ như cha, luôn đứng vững trước mọi sóng gió của cuộc đời. Cha ơi, mãi mãi, dù cha là ai, cha làm gì, cha như thế nào, cha sẽ luôn là niềm kiêu hãnh của con. Và con sẽ cố gắng để niềm tự hào của cha cũng là niềm tự hào của con. Con biết ơn cha nhiều lắm, cha ơi. Nước mắt chảy xuôi. Câu chuyện cảm động về cha con và chú chim sẻ. Người ta có câu, nước mắt chảy xuôi, một chút quan tâm con dành cho cha cho mẹ, nếu so với tình yêu thương bao la của cha mẹ dành cho con, thì thật chưa đáng kể gì. Vào một buổi chiều yên tĩnh, cậu con trai đang ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn đọc báo. Người cha liền đến bên, lặng lẽ ngồi bên cạnh con. Đột nhiên con chim sẻ xà xuống đậu trên bãi cỏ trước mặt. Người cha lẩm bẩm: con gì vậy? Cậu con trai nghe thấy liền lên bãi cỏ trả lời một tiếng nhẹ nhàng: một con chim sẻ cha à. Nói xong cậu lại hướng cặp mắt nhìn chăm vào tờ báo. Người cha gật đầu một cái rồi trầm ngâm nhìn con chim sẻ run rẩy trên cỏ và lại hỏi: con gì vậy? Con trai miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn cha rồi cau mày nói: bố ơi, con đã nói với bố đó là con chim sẻ rồi mà. Nói xong, cậu nắm chặt tờ báo một cái rồi lại giở tiếp trang báo khác và đọc. Một lúc sau, con chim sẻ bay lên rồi lại đậu xuống bãi cỏ cách chỗ cũ không xa. Người cha tỏ ra kinh ngạc. Ông khom khom lưng xuống để vươn người ra phía trước nhìn con chim rồi hỏi tiếp: con gì vậy?
Cậu con trai không kiên nhẫn được nữa liền gấp tờ báo lại nói với cha: một con chim sẻ. Cha, đó là một con chim sẻ. Cậu vừa nói vừa chỉ tay về hướng con chim, miệng rít lên: chim sẻ, chim sẻ. Sau đó cậu quay lại nhìn chằm chằm vào cha một mình với bộ dạng tức giận. Lúc này người cha không nhìn con trai, ông vẫn không ngần ngại nhìn con chim rồi cố hỏi: con gì vậy? Lần này câu hỏi của người cha khiến cậu con trai bực mình. Cậu làm động tác tay tỏ vẻ khó chịu rồi hướng về phía cha nói: cha thực sự muốn cái gì thế? Con đã nói với cha nhiều lần rồi, đó là một con chim sẻ. Cha nghe vẫn chưa hiểu sao? Người cha đứng dậy rời đi mà không nói lời nào. Điều này khiến cậu con trai cảm thấy khó hiểu liền hỏi: cha đi đâu thế? Người cha giơ tay và ra hiệu rằng cậu con trai không cần phải đi theo ông. Rồi ông tự mình bước vào nhà. Con chim sẻ bay đi. Cậu con trai ném tờ báo xuống ghế, tỏ ra thất vọng rồi thở dài. Một lúc sau, người cha trở lại cùng với cuốn sổ nhỏ cầm trên tay. Ông ngồi xuống lật trang nhật ký rồi đưa cho con trai và nói: con hãy đọc đi. Cậu con trai dựa theo hàng chữ trong nhật ký và đọc: hôm nay tôi ngồi trên ghế băng trong công viên cùng cậu con trai 3 tuổi. Bỗng một con chim sẻ bay tới đậu trước mặt. Con trai tôi đã hỏi tôi 21 lần: con gì vậy cha? Tôi đã trả lời con 21 lần rằng đó là một con chim sẻ. Mỗi lần con hỏi tôi lại ôm con vào lòng mà không cảm thấy phiền toái gì cả. Tôi nghĩ con trai thật dễ thương. Đôi mắt người cha ánh lên nụ cười, dường như ông đang nhìn thấy cảnh tượng trong quá khứ. Sau khi đọc xong, cậu con trai gấp quyển sổ lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu mở rộng vòng tay ôm chặt lấy cha mình. Hóa ra người cha không phải là ông lão đãng trí, mà là vì khi thấy con chim, ông nhớ lại cảm giác thân mật của hai cha con trước kia, nên đã cố tình hỏi nhiều lần. Đứa con đáng yêu trong cuốn nhật ký giờ đã lớn, không chạy theo cha để hỏi đó là gì. Cậu chăm chỉ đọc báo mà không buồn quan tâm đến người xung quanh. Nhớ lại ngày tháng ấm áp đã qua, cậu con trai cảm thấy có lỗi. Cha mới hỏi có 4 lần đã không nhịn được mà đã nổi nóng lên, nổi điên, nổi sùng lên. Các bạn thân mến, câu chuyện không dài nhưng đủ để bậc làm con phải suy nghĩ. Nếu có thể đo được tình yêu thì con dành tình cảm cho cha cho mẹ so với cha mẹ dành cho con, nó chênh lệch bao nhiêu? Hầu hết con cái có thể làm giúp công việc cho cha mẹ, mỗi kỳ lễ Tết đều mang quà đến hỏi thăm, nhưng lại rất khó có thể kiên nhẫn lắng nghe cha, lắng nghe mẹ nói đi nói lại nhiều lần. Thế nhưng thái độ nhẹ nhàng những lúc như thế này mới thể hiện được đầy đủ lòng hiếu thảo của con đối với bậc sinh thành. Cuối cùng, chúng ta cùng xem lời của ca khúc Khi Bạn Già. Ca khúc ấy nói rằng: khi bạn già, mái tóc bạc phơ và tinh thần kém minh mẫn. Khi bạn già, khó đi lại và thường ngồi bên lò sưởi với đôi mắt lim dim. Nhớ lại tuổi thanh xuân với bao kỷ niệm yêu thương. Ngưỡng mộ bạn xinh đẹp có thật, có giả. Chỉ có một người vẫn yêu thương bạn mãi không đổi. Yêu cả những nếp nhăn trên gương mặt của bạn. Khi bạn già,
lông mày ủ rũ giống như ngọn đèn sáng neo nắt. Nhờ cơn gió gửi đến bạn lời hát trong tim. Khi già rồi, ta thật sự hy vọng lời bài hát này thực sự hát cho bạn. Bố và bát phở năm xưa. Gần 20 năm về trước, nhà tôi nghèo lắm các bạn ạ. Khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Từ một mái ấm đủ đầy ở Bắc, gia đình tôi quyết định vào trong miền Nam. Không phải để lập nghiệp làm kinh tế như nhiều người thường nghĩ, mà là muốn tìm một chốn bình yên nơi đất lạ. Cuộc sống run rủi thế nào mà khi đặt chân vào xứ Đồng Nai, nhà tôi gần như tay trắng. Vào trong miền Nam, tôi bắt đầu học lớp 1. Những ngày quốc bộ đi học trên con đường đất đỏ bụi bay mù mịt đã trở thành một kỷ niệm ấu thơ không phai. Nhà nghèo nhưng bố mẹ luôn chăm lo cho hai chị em tôi ăn học, đặt ra phần thưởng cho mỗi năm tổng kết được học sinh xuất sắc. Chẳng cao sang, chẳng thể so sánh phần thưởng đó về giá trị vật chất như người ta, nhưng hình ảnh bát phở nghi ngút khói và thơm lức mũi lúc đó đối với tôi là hơn tất cả mọi thứ. Cố gắng học, đua với bạn bè để giành phần thưởng của bố mẹ. Vậy là cứ mỗi học kỳ của những năm cấp 1, sau buổi tổng kết của nhà trường, là ngay chiều hôm ấy, trên con đường đất đỏ bụi bay mù mịt, có hình ảnh của một người bố chở con trên chiếc xe đạp ra khu thị trấn trao thưởng. Những hàng cây hai bên đường những ngày ấy đẹp lạ thường, làm sao trong mắt ngây thơ của đứa trẻ đang vui vì sắp nhận được phần thưởng xứng đáng với bao công cố gắng học hành bấy lâu nay. Trong quán hai bố con, nhưng chỉ có một bát phở bốc khói đặt giữa bàn. Bố đưa bát phở về phía con như một nghi thức trao phần thưởng quan trọng. Đứa trẻ năm xưa là con, cặm cụi ăn, vui vẻ, vô tư. Trong khi ấy bố vẫn ngồi quạt đi những giọt mồ hôi đang đổ ra trên trán con. Cứ thế những năm cấp 1 con được đón nhận món quà đầy ý nghĩa ấy. Và hình ảnh của hai bố con trong quán phở với chỉ một tô phở đã để lại trong con sự xúc động khó tả mỗi khi nghĩ về điều đó. Dần dần những phần thưởng cho mỗi năm đạt thành tích cao trong học tập cũng được bố mẹ thay đổi theo tuổi lớn của con. Nhưng cho tận đến bây giờ, hình ảnh của bát phở năm xưa vẫn lưu giữ trong con một cảm xúc sâu đậm, không bao giờ quên. Không bao giờ quên một thời gia đình mình đã trải qua những giai đoạn như thế. Không bao giờ quên bát phở năm xưa là nguồn động viên cho con luôn cố gắng học tập đến ngày hôm nay. Cảm ơn bố và cảm ơn bát phở dành cho con. Tuy không đầy đủ, nhưng con biết mình đã có một tuổi thơ thật hạnh phúc. Cảm ơn bố. Bố ơi, con yêu bố. Cha không hoàn hảo, nhưng luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất. Không phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến cha, người ta luôn ví công lao của người tựa non cao biển rộng. Những thứ vĩ đại nhưng rất đỗi âm thầm. Cha trong ấn tượng của hầu hết chúng ta có phải là người đàn ông ít nói, nhưng tình cảm, nghiêm khắc nhưng lại bao dung. Vậy nên triết gia Cicero từng nói,
Trên trái đất này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho đứa con của mình. Tuy nhiên, nếu có ai đủ dũng khí để nói ba tiếng con yêu cha, bạn có nhớ rằng đã bao lâu rồi mình chưa trò chuyện cùng cha? Đã bao lâu rồi bạn chưa được nghe những lời dạy dỗ từ cha? Tóc của cha đã điểm thêm vài sợi bạc, bạn có nhận ra không? Càng trưởng thành, khoảng cách của chúng ta và cha càng lớn dần. Thậm chí những câu hỏi han thông thường bỗng trở nên ngạo ngượng. Những cuộc gọi cũng dần thưa thớt và vội vã. Nhắc đến một người cha hoàn hảo, điển hình, có lẽ nhiều người trong chúng ta nghĩ đến David Beckham. Bên cạnh là việc siêu sao bóng đá, ông hoàng của những hợp đồng quảng cáo triệu đô, Beckham còn được mọi người ca ngợi hơn cả bởi tình yêu dành cho các con. Như biết bao người cha khác, cuộc sống của Beckham dành trọn cho những thiên thần của mình, bỏ lại hào nhoáng khi nổi tiếng. Danh thủ 42 tuổi là người đàn ông của gia đình, người cha đầy tình yêu thương. Tình yêu đó được thể hiện thông qua những cái nắm tay thật chặt, những chiếc ôm thật ấm và những nụ cười trìu mến trong loạt ảnh giản dị cùng con. Không hề thua kém David Beckham, cha của chúng ta cũng là người hoàn hảo nhất. Bởi tình thương của một người cha, dù nổi tiếng hay bình thường, giàu có hay nghèo khó, đều giống nhau. Chắc bạn vẫn chưa quên câu chuyện người cha nghèo mang nhiều cọc tiền lẻ đi mua vàng làm của hồi môn cho con gái tại Phú Yên hồi tháng 6 không? Trong chiếc áo đã sờn vai, dáng người đàn ông gầy gò khắc khổ, trên tay cầm cọc tiền với mệnh giá 1.000, 2.000 đồng. Hay bạn có nhớ bức ảnh người cha đi chân đất, nắm tay con gái mua mì tôm ở trung tâm thương mại, từng lay động biết bao dân mạng? Có lẽ chỉ những khoảnh khắc bình dị, đời thường như thế mới khiến trái tim chúng ta lại thắt lại, xót xa. Vào tháng 6, tháng 7 mỗi năm, hàng nghìn tu sĩ, sĩ tử bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Khi những bạn trẻ căng thẳng với từng câu hỏi trong phòng thi, thì cũng là lúc sự lo lắng hiện rõ nhất trên gương mặt của đấng sinh thành đang chờ đợi bên ngoài. Hình ảnh những người cha lo lắng ngồi trước cổng điểm thi đại học luôn là điều khiến chúng ta ám ảnh. Những lúc như thế, tất cả đấng sinh thành đều có cùng một nỗi lo, một sự kỳ vọng, một lời nguyện cầu. Những lúc như thế, cái nắng oi bức của ngày hè, cái tắc đường khủng khiếp giờ tan tầm, no toan của cuộc sống, cơm áo gạo tiền, đều tan biến khi nghe con nói làm bài tốt, hay thấy nụ cười rạng rỡ của con bước ra từ phía phòng thi. Bạn có thể cảm động bởi hàng trăm câu chuyện về người cha ở khắp mọi nơi, nhưng câu chuyện quan trọng nhất chính là về người cha vĩ đại trong lòng mỗi người của các bạn. Chỉ có cha, chỉ có mẹ mới dành cho chúng ta sự yêu thương vô điều kiện, lo lắng và bao dung nhiều đến mức những đứa con
vô tâm, mặc định rằng đó là điều hiển nhiên. Mọi người thường hay nhắc về mẹ khi ngợi khen sự hy sinh nó nghĩ cho con cái, cho gia đình. Thế thì còn cha thì sao? Có phải chúng ta nên công bằng hơn với cha của mình? Khác với tình mẹ dịu dàng, gần gũi và hay thể hiện tình cảm dành cho con, cha thường nghiêm khắc, đôi khi khó tính và rất kiệm lời. Sự cứng rắn của người đàn ông, áp lực của trụ cột gia đình khiến cho việc thể hiện tình cảm của cha dành cho con nó trở nên vụng về, vô tình khiến mối quan hệ thêm xa cách. Nhưng khi lớn lên, chúng ta phải thầm cảm ơn những lần dạy dỗ, những bài học vô giá từ đấng sinh thành của mình. Có một hình ảnh mà dù sau này có lớn lên hay già đi, chúng ta vẫn khó có thể quên được. Đó chính là bóng lưng của cha. Thuở nhỏ, ai mà chưa từng được ngồi sau lưng xe cha lang thang khắp chốn. Đối với bạn, phía trước là thế giới rộng lớn đang mở ra. Nhưng đối với cha, người đang chở phía sau cả thế giới nhỏ bé của mình. Những người con đi học xa nhà, xót xa nhất là khi về được ăn các món ăn ngon mà chẳng hề biết bữa cơm bình thường của cha, của mẹ nó đơn giản đến mức nào. Rồi những lúc phải rời đi, nhìn ánh mắt cha thoáng buồn mà lòng nghẹn lại. Rồi trên chiếc xe để đến với thành phố ồn ào, tay mang đủ thứ quà quê cha, quê mẹ gói cho. Có ai chưa từng thấy sống mũi mình cay không? Hãy yêu thương cha ngay khi chúng ta còn có thể. Có một nghịch lý, chúng ta rất dễ nói lời yêu thương ai đó, ngoại trừ cha của mình. Nói một câu yêu thương vốn là điều rất dễ dàng, nhưng sao khi dành cho cha lại trở nên khó khăn đến thế? Những người con thường tự lừa dối bản thân mình rằng thời gian khoảng cách đang đẩy mình và cha một ngày một xa. Nhưng dù có vượt qua được hàng trăm nghìn cây số, quay lại cách đây vài năm, liệu bạn và tôi chắc sẽ vượt qua được sự ngại ngùng và vô tâm của những người đang còn trẻ không? Tình yêu của cha dành cho các con là vô điều kiện, nên món quà cha mong đợi không phải là vật chất, mà là được thấy hạnh phúc và thấy con trưởng thành. Thế nên đừng đợi đến ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 mới bày tỏ tình cảm. Hãy biến mỗi ngày đều là ngày của cha, từ những việc đơn giản nhất. Chỉ cần một cuộc điện thoại, một cái ôm, hay sự quan tâm bình dị nhưng chân thành của bạn sẽ khiến cha cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc. Thật là may mắn và hạnh phúc khi trong quá trình trưởng thành của con luôn có hình bóng cha. Trong mắt của cha, con vẫn mãi mãi là đứa con bé bỏng, cần sự lo lắng, cần sự che chở. Dù cuộc sống có khó khăn, cha sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất của con đến suốt cuộc đời.
Cha, tên gọi khác của lòng yêu thương vô bờ bến. Không cần ngày của cha, bạn và tôi hãy yêu thương cha ngay khi có thể. Vì chúng ta chỉ có một người cha trong cuộc đời này. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con được làm con của cha. Cha ơi, con yêu cha. Vâng, tự đáy tận đáy lòng con. Cho dù có muộn, con vẫn nói cảm ơn cuộc đời đã cho con được là con của cha. Chiếc thắp nâng của cha. Sau khi cha cô mất, chiếc thắt lưng cũ kỹ chính là vật quý nhất trong số những kỷ vật mà ông đã để lại đây. Đấy là ngọn roi hằn lên ký ức của tuổi thơ. Giờ đây, chiếc thắt ấy được treo ở cửa phòng, nhắc nhở chị em một bài học về lòng can đảm vượt lên số phận. Sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo khó, từ bé cha cô đã phải vào làm việc trong hầm mỏ, chịu đựng bao nhiêu là vất vả cơ cực, nhất là người cha luôn hà khắc với những trận đòn khủng khiếp và vô cớ. Mãi về sau khi ông ấy qua đời thì cha cô mới được biết ông là bố dưỡng của cha. Ngày này qua năm tháng, cha cô cứ thế vật lộn với cuộc sống cơ cực cùng bao vất vả lo toan. Những cực nhọc đắng cay ấy chỉ tạm gác lại mỗi khi có sự xuất hiện của người cậu. Cứ mỗi năm hai lần, cha cô được các cậu ghé thăm. Theo như lời cha kể thì đó là người đàn ông tốt bụng nhất mà cha đã từng gặp. Chính tình thương yêu của cậu đã giúp cha vượt qua cái vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo, của sự tủi nhục, để gầy dựng và trao lại cho các con một tổ ấm đúng nghĩa. Sâu thẳm trong tâm trí chị em cô, không ai có thể nhẹ nhàng và nhân hậu hơn cha được. Mỗi khi cha kể về tuổi thơ với những trận đòn roi kinh hoàng, tàn bạo của người bố dưỡng, cô cảm thấy ánh mắt của cha thường trầm ngâm, dừng lại ở chiếc thắt lưng cũ ấy. Những lúc đó, trái tim cô chịu nặng xót xa cho tuổi thơ sớm bị người khác tước đoạt. Cảm nhận được tình yêu thương bao la của cha mình, chị em cô hiểu được rằng mai sau, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng luôn được đón mừng trở về trong mái ấm gia đình. Nơi đó luôn có cha cùng với nụ cười ấm áp và vòng tay che chở bao yêu thương. Thời gian thấm thoát trôi qua, chị em cô cũng khôn lớn và lần lượt có cuộc sống riêng. Tuy đã có người làm vợ, làm mẹ, nhưng chị em cô lúc nào cũng vẫn luôn là những đứa con bé bỏng, vẫn luôn nhận được những lời khuyên bảo quý giá cho tới tận giây phút cuối cùng của người. Ngày cha mất, chị em cô lặng lẽ và khóc, thổn thức với những kỷ niệm về người cha này. Cha cô có một tuổi thơ bất hạnh, cuộc sống cơ cực, nhưng người đã vượt qua tất cả để dành trọn tình yêu thương và ban cho con cái của mình có một cuộc sống với những khởi đầu tốt đẹp. Di sản cha để lại cho các cô tuy không phải là nhà cửa, đất đai hay tiền bạc, nhưng lại có giá trị lớn và ý nghĩa. Trước lúc ra đi, cha cắt chiếc thắt lưng này ra làm bốn, rồi đưa cho chị em cô mỗi người một mảnh. Chiếc thắt lưng ấy giờ đây đã trở thành kỷ vật thiêng liêng của mỗi chị em cô. Đêm đầu tiên sau đám tang của cha, chị em cô ngồi dựa vào nhau,
cảm giác trống trải tràn nhập cõi lòng. Họ đang ngẫm nghĩ về những gì cha muốn gửi gắm qua những mảnh thắt nưng kỳ vật. Và rồi các cô đã hiểu được tâm nguyện của cha. Người muốn nhắc các con hãy mạnh mẽ và can đảm vượt lên những bất hạnh của cuộc sống này. Chiếc thắt nưng ấy chính là minh chứng, là vật lưu giữ ký ức về cuộc chiến vượt lên số phận của cha cô. Người đã không thể để tuổi thơ bất hạnh và cay đắng dày xéo cuộc đời mình. Trái lại, cha đã biến cảm giác đau đớn, thù hận ngày xưa trở thành di sản tình yêu và hạnh phúc cho các con thân yêu của mình. Bây giờ chị em cô đều đặt mảnh da ấy ở nơi trang trọng nhất trong nhà, để luôn nhắc nhớ mình phải cố gắng vượt qua những trở ngại trong đời bằng tất cả niềm tin và tấm lòng yêu thương cuộc sống. Vào mỗi tối, khi cô ôm con gái vào trong lòng ru ngủ, đều hướng mắt nhìn về phía mảnh da. Cô sẽ mãi luôn nhớ về một người mà con gái cô không bao giờ có dịp được gặp, người mà cô rất đỗi tự hào và vinh dự khi được cất tiếng gọi: "Cha ơi, con nhớ cha." Người đàn ông đi về phía biển. Như một cái lẽ thường nào đó, khi con người ta đứng trước biển, người ta thường đượm buồn. Cái buồn dường như không có cơn nguồn, chỉ vắt dòng đi quang an khắp miền ký ức, rơi tõm vào dòng sông cuộn xô rồi hóa thành nước. Mà nước đó chính là nước mắt trên đôi mắt mọng đầy những cuồng thâm của người đàn ông. Đó là đôi mắt của ba tôi, đôi mắt với những quầng đen, đôi chân mày rậm và ánh nhìn lúc nào cũng xa ngai ngái. Thi thoảng nếu chỉ cần nhìn đôi mắt ấy trong đêm, đôi mắt ấy quắc lên giận dữ, người ta sẽ cảm thấy sợ. Nhưng chỉ cần nhìn dáng ông bước đi, tập tễnh từng bước và vài tiếng ho khụ khạc kéo theo, người ta sẽ biết người đàn ông ấy đang yếu đuối trước cuộc đời. Tôi vẫn hay nhìn cha ngóng trông ra ngoài phương xa một cách xa xăm và đầy phiền muộn như thế. Mỗi khi ngắm nhìn bóng của cha đang ngạ rạp trên cát, và mỗi khi xế chiều, lòng tôi lại dấy lên nỗi niềm gì đó rưng rưng khiến tôi trực khóc. Và những lúc ấy, cha sẽ đến bên tôi, bế thốc tôi lên, rồi lăn tròn những bước đi trên cát, tiếp tục đi về phía ánh mặt trời. Cứ thế, đưa tôi đến đường chân trời mà suốt thời thơ bé tôi đã luôn mơ mình sẽ tới. Cha luôn nhìn về phía biển, bởi nơi đó có mẹ, người đàn bà bám biển cùng những người đàn ông. Một người đàn bà khi phải cuộn mình trước sóng gió của cuộc đời, rồi vững chãi, tay bè, tay lưới, là một người đàn bà khiến ta phải ngưỡng mộ nhất. Thời chiến, cha là người anh hùng, là người đội trưởng khiến cả quân đoàn ngưỡng mộ. Cha xông ra pha trận, cha quên bản thân mình. Thế rồi hậu quả chiến tranh là vết đạn còn cắm ở nơi chân của cha. Mỗi khi trái gió trở trời lại lên cơn đau nhức nhối. Những năm tháng tôi lớn lên, tôi những tưởng không thể chịu được nỗi bao gió mùa bão đến. Căn nhà nhỏ niêu xiêu đã bao lần trực ngã đổ, chứa bên trong nó là cái cơn bão nhỏ của gia đình. Với những lần cha đau đớn quằn quại, nhiều đêm tôi nhìn mẹ đuổi vội tôi đi ngủ rồi trong đèn thức cả đêm trông cha. Nhiều đêm tôi thấy cha cuộn mình ôm lấy chăn,
Thấy tôi rồi giọt nước mắt đàn ông rơi trên đầu gối. Nước mắt người đàn ông dường như khó rơi ra lắm đó. Nó thường hay quay ngược vào trong lòng để phơi bày niềm vui giả dối. Nên một khi nó đã rơi ra, thì nỗi đau mà người đàn ông ấy chịu đựng, nó to lắm các bạn ạ. Mẹ yêu thương cha bằng cả trái tim. Căn nhà bên bờ biển chưa khi nào ngớt tiếng cười trong veo của những tình cảm vô cùng chân thật. Nàng trai bé bé nơi tôi sống, nơi tôi bằng những đồng tiền ít ỏi đan nới của mẹ và làm gỗ của cha. Gia đình tôi coi như có một đống ra đồng. Vào khi công việc ba hay cha ổn định thì nguy cơ ập đến. Tôi còn nhớ cái ấy khi tôi bám đám bạn vẫn còn mai đi bắt còm bên biển. Tôi còn đang nhìn những cánh buồm dương gió ngoài khơi xa thì tin dữ ập đến. Cha tôi đột quỵ. Khi gia đình tôi đến bên cha, bằng nụ cười yếu ớt, cha vẫn vuốt tóc chúng tôi. Cha sẽ ổn thôi mà, con gái. Lúc nào cha cũng nói, cha sẽ ổn thôi. Tôi khóc òa lên khi nhìn cha mình, đang nghiêng mình trên chiếc giường trắng phau đầy mùi sợ hãi. Cha à, cha đau lắm không? Cha nhìn tôi cười rồi không nói gì nữa. Sau lần ấy, gánh nặng gia đình đổ lên vai mẹ. Cả tháng trời, cha nằm trên giường bệnh là cả tháng trời mẹ chạy vạy khắp nơi thang thuốc cho cha. Cứ khỏe chút là cha lại đi làm cả. Cha đi đan nữa chứ không thể làm công việc nặng như trước nữa. Mẹ làm nhiều việc hơn. Hy sinh và tình yêu cao thượng mà lúc ấy mẹ dành cho cha và gia đình không bút mực nào tả xiết hết được. Còn tôi, mệt nhoài với những cơn mơ và những lần đi làm thêm, đôi lần phải lên trường trễ. Thế rồi, một lần tôi nghe mẹ bàn với cha. Em đi biển anh ạ. Giọng mẹ đầy cương quyết nhưng cũng có hơi trùng. Cha không nói gì. Mẹ tiếp. Anh sám nói đợt này đi biển thắng đậm, anh sẽ sắp xếp chỗ cho em. Chứ em cứ làm mấy cái việc lặt vặt thế này không nuôi nổi gia đình mình. Cái Bi nó sắp vào cấp 2 nữa. Cha vẫn không nói gì. Khẽ ho khục khặc rồi đi vào nhà trong. Mẹ ngồi đó trong đèn suốt đêm suy tư nín lặng. Tôi cuộn tròn người lại lăn vào lòng ba. Cha nặng nhọc đưa tay tôi ôm tôi vào lòng. Những vết thẹo thời chiến trên tay cha không làm tôi sợ, dù đột nhiên nó trở nên bóng lưỡng dưới ánh trăng mờ. Cha à, sao hồi nãy mẹ hỏi cha mà cha không nói gì? Cha không biết nói gì con ạ, vì nói gì cũng trở nên dư thừa trước những gì mà mẹ con hy sinh. Tôi thấy vòng ôm của cha như chặt hơn. Và tôi chắc rằng rất nhiều lần trong giấc ngủ tôi thấy bờ vai mình ấm lên bởi những giọt nước mắt ở nơi nào đó rơi ra nóng hổi. Ngày hôm sau mẹ đi. Cha chuẩn bị đủ thứ cứ như mẹ đi về một nơi xa lắm. Tất cả cứ như đang hoán đổi. Người đàn ông trở thành người mẹ ở nhà chăm lo vun vén cho tổ ấm đợi người phương xa trở về. Còn người đàn bà trở thành trụ cột trong gia đình. Đi bươn trải từng cùng gió, cùng sương với những con thuyền đầy những người đàn ông đượm mùi mưa nắng. Mẹ đi. Sau khi xong hết việc, cha vẫn hay đi về phía biển. Mỗi khi mặt trời lặn, cha ngồi phịch xuống cát.
hai tay bó gối, ôm lấy hai chân, ngóng xa khơi. Trên ánh mắt người đàn ông ấy lúc nào cũng như có sương, bờ mắt nhăn nheo in hẳn vết chân chim, cố ép sao cho nước mắt không thể nào rơi xuống. Nước mắt người đàn ông ấy dường như đã rơi hết trong đêm người đàn bà quyết định bước ngoặt cuộc đời mình. Tôi hiểu cha không thể khóc, vì mẹ đã khóc đủ cho cha rồi. Cha càng không thể khóc vì cha muốn mẹ sẽ về bình yên sau những lần giương khơi ngoài biển cả. Cha không thể khóc vì quyền của người đàn ông là được phép giấu yếu đuối của mình vào trong mà không ai được phép hỏi. Dẫu cha rất muốn khóc vì người đàn ông mà phải để cho người mình yêu thương dạn dày gió sương nơi biển cả thì đau đớn hơn biết bao. Cha tôi, người đàn ông ấy cứ có một thói quen quen là cứ rạng sáng lại đi về phía biển, nhìn ngắm con tàu. Hai mắt ông cứ nhớm lên như kiếm tìm một điều gì đó rất quan trọng. Cái mái tóc hoe bạc như chói sáng cả rạng đông, và cứ mỗi chiều tà ông như từ biển trở về, nụ cười rung rinh, đôi mắt ngời sáng, ánh nhìn chưa khi nào thôi xa xăm đọng chút tin yêu. Những vết chân cha đi mỗi ngày khi mẹ bám biển dường như đã im hẳn trên khắp bãi biển này. Sau lưng cha tôi, nhìn thấy cả niềm tin đong đầy trước mắt. Hôm nay, lại như mọi khi, tôi rướn người định gọi cha về ăn cơm, thì thấy phía xa xa, cha vẫn là nụ cười rung rinh khi ấy, nắm tay mẹ như đã đợi được trở về sau một chuyến ra khơi. Ơn nghĩa của cha, của mẹ, con không sao trả hết. Tôi vẫn thường ngân nga khúc hát tình cha, bởi tôi hiểu rằng đó là thứ tình yêu không hình dáng, không màu sắc, cũng không có giai điệu, nhưng lại nâng tôi lên tới tận trời xanh. Nếu tới phố chợ công nhân ở Thiết Lĩnh vào mỗi sáng tinh mơ hay chiều tối, bạn sẽ nhìn thấy một ông lão đang chậm rãi để xe đậu hũ. Chiếc loa sạc điện trên xe phát ra một giọng nữ thánh thót: "Bán đậu hũ đây, đậu hũ đây, chính tông đây, đậu hũ đây." Giọng nói đó là của tôi, còn ông lão ấy là cha tôi. Cha là một người câm điếc. Mãi cho tới sinh nhật 20 tuổi, tôi mới có đủ dũng khí để thu âm giọng nói của mình cho chiếc xe đậu hũ của cha, thay cho cái chuông đồng mà ông đã nắc suốt mấy chục năm qua. Nhớ lại những năm đầu của thập niên 80, khi vẫn còn là đứa trẻ 2-3 tuổi, tôi đã hiểu rằng có một người cha câm điếc sẽ khổ sở tủi nhục tới giường nào. Vì vậy, từ nhỏ tôi đã ghét ông. Một lần kia, tôi gặp một thằng bé bước tới xe của cha tôi mua đậu hũ. Nhưng khi cầm túi đậu hũ rồi, nó không trả tiền mà chạy đi mất. Cha cứ rấn cổ về phía trước muốn gọi nó mà không phát ra được tiếng. Lúc đó tôi không thể đuổi bắt thằng nhỏ để đấm cho nó vài cú đấm như anh mình. Tôi đau lòng nhìn cảnh tượng ấy mà không nói được lời nào. Tôi không ghét thằng nhỏ, chỉ hận vì cha tôi là một người câm. Di vật duy nhất mẹ để lại cho cha là khi bà rời xa chúng tôi là tấm ảnh chụp
chung với cô hàng xóm khi về nhà chồng. Nó là thành nguồn an ủi động viên duy nhất của Trang mỗi khi tôi tỏ thái độ lạnh nhạt. Cha ngắm bức ảnh thật lâu, cho tới khi lấy lại được tinh thần và đi làm việc lại. Điều đáng giận nhất của tôi khi đó là những đứa trẻ khác gọi ông là nhỏ ba câm. Lúc chửi không lại chúng, tôi lại chạy về nhà, đứng trước mặt cha đang mài đậu hũ. Tôi tức giận vẽ lên đất một vòng tròn rồi nhổ một bãi nước bọt vào trong đó. Mặc dù không hiểu rõ hành động này có nghĩa gì, nhưng khi những đứa trẻ khác chửi tôi, chúng vẫn thường làm như thế. Tôi cho rằng đây là cách độc ác nhất để mắng một người câm. Lần đầu tiên tôi dùng cách này để mắng cha. Ông đang làm việc bèn ngưng tay, đứng lặng nhìn tôi rất lâu, và nước mắt cứ thế tuôn rơi như suối. Tôi rất ít khi nhìn thấy ông khóc, nhưng tối hôm đó ông đã trốn vào trong phòng làm đậu hũ khóc suốt đêm. Đó là một thứ nước mắt đau đớn bất lực tới không thốt thành lời. Tôi phát hiện ra cách để bộc lộ sự tủi nhục của mình với cha chính là mắng ông. Từ sau lần đó, mỗi khi bị ức hiếp, tôi lại chạy tới trước mặt ông và mắng ông thật thậm tệ. Sau đó tôi mặc kệ ông đứng đó và bỏ đi. Cũng từ sau lần ấy, tôi không thấy ông khóc nữa, chỉ biết ông cứ ngày một gầy già và yếu đi. Vì ghét cha, tôi nỗ lực chăm chỉ học hành. Vì ghét cha, tôi cố hết sức ôn thi vào đại học để rồi rời khỏi cái làng nơi mà ai ai cũng biết cha tôi là một người câm. Đây là nguyện vọng lớn nhất của tôi khi ấy. Tôi không biết các anh trai mình đã thành lập gia thất như thế nào, cũng không cần biết căn phòng làm đậu của cha đã thay bao nhiêu khuôn, càng không biết đến đông đi hạ đến cái chuông đồng nắc đến mòn ấy vẫn đang vang khắp bao nhiêu thôn xóm. Chỉ biết rằng tôi đã bắt bản thân mình lao vào học điên cuồng như thù hận. Cuối cùng tôi đã thi đỗ đại học. Sau bao ngày tháng mong đợi, cuối cùng tôi cũng có cơ hội thoát khỏi người cha câm điếc ấy. Tôi sung sướng trong lòng, đếm từng ngày, từng giờ, từng phút để lên đường vào thành phố. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên cha mặc chiếc áo dài màu xanh lam mà cô tôi đã may cho ông từ rất lâu rồi. Đây là chiếc áo diện nhất trong tủ mà cha có. Bình thường ông không dám mặc. Ông ngồi giữa ánh đèn bày tỏ niềm vui sướng và lấy một đống bạc giấy còn vương mùi đậu hũ nhét vào tay tôi. Miệng ê a ê a nói không ngừng. Tôi nghe mà không hiểu ông nói gì, nhìn mà không biết ông định làm gì. Khi cha dẫn hai người chú và các anh trai tôi lôi con lợn béo tốt mà ông đã chăm chút nuôi suốt 2 năm ra để giết thịt, đãi bà con thân thuộc ăn mừng, tôi thi đậu đại học. Không biết điều gì đã làm tan vỡ trái tim sắt đá của tôi khi ấy. Tôi chợt đứng ngây người ra, và tôi đã òa khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ vì thương cha. Trong bữa cơm, tôi gắp cho cha mấy miếng thịt
đôi mắt nhỏ lệ. Tôi lắp bắp: Cha, cha ơi, cha ăn đi. Cha không nghe thấy, nhưng ông hiểu được ý tôi. Ánh mắt ông lóe lên tia sáng chưa từng có. Ông uống cạn một hơi rượu nếp hòa cùng nước mắt, ăn thêm những miếng thịt do con gái ông gắp cho mình. Vì hôm nay ông thấy vui thật sự. Ông đã uống đến say vì vui mừng, khuôn mặt đỏ bừng. Ông nói bằng thứ ngôn ngữ khua tay, khua chân đã 18 năm nay. 18 năm rồi từ ngày mẹ rời xa chúng tôi. Chưa bao giờ tôi gọi ông một tiếng cha cho thành hình. Đó là lần đầu tiên tôi gọi ông những lời đó. Cha tiếp tục vất vả làm đậu hũ, và những tờ giấy bạc thấm mùi mồ hôi ấy đã nuôi tôi học xong đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công về Thiết Lĩnh cách quê 20 km. Khi đã ổn định công việc, tôi muốn đón cha lên thành phố để báo đáp ông. Những ngày cuối đời quá muộn màng. Thế nhưng tôi bất ngờ gặp tai nạn trên đường. Và qua lời chị dâu kể lại, tôi mới được biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Hôm ấy, một số người qua đường nhận ra tôi là con ông bán đậu hũ, nên đã về báo tin cho anh chị tôi. Thế là cả hai anh trai và hai chị dâu tôi vội vàng chạy đến. Thấy tôi bê bết máu nằm đó bất tỉnh, cha đến sau cùng đẩy đám người đông ra, ôm lấy đứa con mà mọi người đều chắc chắn rằng nó đã chết rồi. Ông chặn một chiếc xe hơi lớn bên đường, móc trong túi ra một mớ tiền lẻ bán đậu hũ rồi hét vào tay tài xế. Sau đó ông ra hiệu cầu xin người tài xế đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Nhập viện không lâu, các bác sĩ lại cho tôi chuyển viện và ngầm khuyên các anh tôi sớm chuẩn bị hậu sự. Nguyên nhân vì lúc đó không đo được huyết áp của tôi, đầu tôi lại bị chấn thương. Ngay cả bác sĩ cũng tin rằng tôi sẽ không qua khỏi. Nhưng người cha cả đời đau yếu của tôi lúc ấy lại toát lên một sức mạnh và một sự kiên cường vô hạn. Cha xé lát chiếc áo tang mà anh cả mua, ông chỉ vào mắt mình, rồi khoa chân mua tay, khua tay, ý muốn nói rằng chúng bay không được khóc. Cha không khóc thì các con không được khóc. Em gái con sẽ không chết đâu, nó mới 20 tuổi, nó nhất định sẽ sống. Chúng ta nhất định sẽ cứu em nó sống. Các bác sĩ lắc đầu nói với cha rằng con ông vô phương cứu chữa rồi. Cho dù muốn cứu cũng phải tốn rất nhiều tiền. Nhiều tiền lắm ông ạ. Cứ cho là tốn bao nhiêu tiền đi nữa cũng chưa hẳn là cứu được. Những lời này đều được anh tôi phiên dịch lại cho cha. Lúc ấy cha không khóc, cha ngã quỵ xuống đất. Ánh mắt của cha thất thần. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, ông đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. Ông làm động tác ý muốn nói rằng xin các ông hãy cứu con gái tôi. Con gái tôi còn hy vọng. Đừng xem nhẹ, các ông nhất định phải cứu nó. Tôi sẽ kiếm tiền nộp tiền cho bệnh viện. Tôi sẽ cho nợ ăn, trồng trọt, làm đậu hũ. Tôi có tiền, tôi nhất định sẽ trả được. Tôi
Cha lại chỉ tay vào anh và chị dâu tôi. Biểu, tôi còn có chúng nó nữa. Chúng tôi cùng nhau cố gắng, chúng tôi có thể làm được. Thấy bác sĩ không nói gì, ông lại chỉ lên trần nhà. Tôi có nhà, có thể bám, tôi có thể ngủ trên đất. Cứ xem như khuynh gia bại sản, tôi cũng phải cứu con gái tôi. Cha lại chỉ vào trái tim mình. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài. Ông muốn nói, con bé là cốt nhục của tôi, là cả đời tôi, xin hãy cứu sống nó. Anh cả vừa khóc vừa dịch những lời của cha cho bác sĩ nghe, khiến vị bác sĩ cảm động thâm can. Nước mắt ông đầm đìa nhìn cha. Tình yêu vĩ đại của cha không chỉ giữ lại tôi nơi trần thế, mà còn mang đến lòng tin và quyết tâm để bác sĩ mạo hiểm cứu tôi. Tôi được đưa vào phòng mổ. Cha ngồi bên ngoài, cứ đi tới đi lui ngoài hành lang trong tâm trạng bất an đến mức đôi dép của cha đã mòn cả đế. Ông cứ ngồi chờ suốt mười mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi miệng phồng rộp cả lên. Ông không ngừng cầu Phật trong nỗi hỗn loạn, cầu xin sự ban ơn của Đức Phật từ bi, khấn cầu ban cho con gái ông được sống. Và trời cũng động lòng người. Tôi đã qua khỏi như một kỳ tích. Nhưng trong thời gian nửa tháng tôi vẫn hôn mê, không hề biết đến tình yêu vô hạn ông dành cho tôi. Đối diện với người thực vật như tôi, mọi người đều đã mất đi lòng tin. Chỉ có cha là luôn túc trực bên giường bệnh, kiên định chờ tôi tỉnh lại. Bàn tay thô ráp của ông cẩn thận xoa bóp chân tôi cho tôi. Ông không thể nói được, nhưng vẫn liên tục ý a gọi tôi. Có lẽ ông muốn nói, con gái yêu, tỉnh lại đi con. Con gái yêu của cha, cha đang chờ con ăn đậu hũ cha mới làm ra đây. Trong thời gian ấy, để có đủ tiền trả viện phí, ông đã đi khắp các thôn xóm mà ông từng tới bán đậu hũ. Và bằng sự trung hậu và lương thiện của lửa cuộc đời, ông đã nhận được sự ủng hộ để con gái ông bước qua ranh giới giữa sinh tử. Bà con cùng nhau góp tiền, và ông vẫn đều đặn ghi vào cuốn sổ tay với nét chữ siêu vẹo, chân thật. Anh Trương Tam 20 đồng, Lý Cương 100 đồng, Thím Vương 65 đồng, nhiều vô kể. Sau nửa tháng trời ròng rã, cuối cùng tôi cũng mở mắt. Tôi thấy trước mắt mình là một màu trắng như thiên đường. Ngoảnh sang trái, tôi nhìn thấy một ông già gầy yếu với cái đầu bạc trắng. Ông nhìn thấy tôi tỉnh lại mà vui mừng cứ ia gọi to. Mái tóc bạc phút chốc bị những giọt mồ hôi xúc động thấm đẫm. Cha, người cha mà nửa tháng đầy tóc vẫn còn xanh, nay như già thêm 20 tuổi. Cái đầu bị cạo trọc của tôi dần dần mọc tóc. Cha vuốt ve đầu tôi và mỉm cười dịu dàng hiền từ. Đợi đến nửa năm sau, khi mái tóc đã có thể đết thành bím, tôi nắm chặt tay cha, ra hiệu bảo ông chải đầu cho mình. Cha trở nên vụng về vô cùng. Ông chải từng sợi tóc, suốt cả buổi cũng không tết tóc được thành hình dáng mà ông vẫn hài lòng. Rồi cha đẩy xe đưa tôi ra ngoài hành lang hít thở không khí trời. Gặp ai tôi cũng khoe hai lọn tóc được chính tay cha bện. Những ngày ấy tôi giống như đứa trẻ đang cố gắng,
đang cố gắng hàn lại những khoảng trời đã mất cho cha. Chúng tôi cùng nhau cố gắng trả hết nợ. Cha cũng chuyển vào thành phố sống với tôi. Có điều ông cũng muốn ngồi rảnh tay cả ngày. Và để giúp cha thỏa niềm vui lao động như xưa, tôi thuê cho ông một gian nhà nhỏ làm đậu hũ ở gần đó. Đậu hũ mà cha làm rất là thơm, mềm mại, miếng lại to nên mọi người rất thích ăn. Tôi lắp trên xe đậu hũ của ông một cái loa bằng điện. Mặc dù cha không thấy âm thanh rao bán lanh lẹn của tôi, nhưng ông hiểu được ý nghĩa của nó. Và mỗi khi ấn tay vào cái nút phát trên loa, ông sẽ ngẩng đầu lên. Niềm hạnh phúc và mãn nguyện lại tràn ngập trên gương mặt ông. Tôi thường nghĩ cuộc sống giống như một bản giao hưởng tràn ngập tình yêu. Nếu chúng ta chú ý lắng nghe, cảm thụ sẽ hiểu được sức lay động tới tận tâm can. Tuy nhiên nhiều người cha câm đã giúp tôi hiểu được rằng thứ âm nhạc đích thực vĩ đại nhất là thứ âm nhạc không lời. Nó có một sức mạnh vô cùng to lớn, mang tình yêu vô bờ vô bến của cha dành cho tôi cao vút tận trời xanh. Hãy dành lời chúc tốt đẹp nhất cho những ông bố của chúng ta nhé các bạn. Tôi cầu mong họ luôn mạnh khỏe, bình an với tình yêu vô biên dành cho con cái. Cha mẹ chính là người yêu thương bạn hơn hết thảy những ai trong cuộc đời này. Tình yêu của họ là một thứ tình cảm vị tha, vô tư, vô lợi và xuất phát từ lòng từ bi thực sự. Một đời nấm nem bùn đất, nhễ nhãi mồ hôi, bạn hãy nhớ rằng cha, mẹ luôn là thiên sứ đẹp nhất trong lòng ta. Dù đôi lúc trên gương mặt thiên sứ ấy có hằn chứa những dấu vết thời gian khắc khổ. Người Việt có câu ca dao đã đi vào tâm thức bao thế hệ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ơn nghĩa ấy một đời làm con nào có thể quên. Nhưng cha mẹ nào có ăn đời ở kiếp với con được đâu. Một sớm mai nhìn trong gương thấy tóc mẹ, tóc cha đã điểm bạc, con bỗng thấy ngày tháng cuộc đời này sao mà mong manh, hư ảo quá. Nhận ơn một giọt, báo ơn một dòng, lòng con như thắt lại khi biết dẫu có dành cả kiếp, cả đời này để trả nợ, đền ơn cũng không thể bù đắp cho cha, cho mẹ. Quả thực là phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu, sinh ngã củ lao. Ở đây xin dịch rằng, cha sinh ta, mẹ bồng bế ta, cha mẹ nuôi ta vất vả, xót xa tấm lòng. Với mỗi người gặp gỡ trong đời, hãy thực lòng trân trọng họ, hãy trao đi yêu thương và thiện lành, hãy đối xử chân thành và ấm áp. Một khi hai mắt kia khép lại, cõi hồng trần cuồn cuộn này chỉ còn là giấc mơ hư ảo. Khi ấy dẫu có muốn yêu, có thương một ai, liệu ta còn có thể được chăng? Thưa các bạn, phận làm con là chăm sóc cha mẹ như tương lai muốn con cái chăm sóc chúng ta. Mẹ giờ đã già rồi nên hay nằm cặm lẫn lộn. Mỗi lần tôi gọi điện thoại đến, luôn sốt sắng hỏi một câu: khi nào thì con về?
không chỉ xa cách hàng ngàn cây số, phải bắt tận 3 tuyến xe, mà công việc của tôi thì bận rộn đến nỗi có phân thây ra cũng không làm hết công việc, còn lấy đâu ra thời gian mà về quê thăm mẹ. Tai của mẹ cũng lơ đễnh lắm rồi, tôi giải thích đi giải thích lại mà mẹ vẫn như không nghe được gì, vẫn hăm hở hỏi đi hỏi lại: khi nào thì con về? Quá tam ba bận, cuối cùng tôi cũng không giữ được tính kiên nhẫn nên phải nói như hét vào điện thoại. Giờ thì mẹ chắc nghe rõ rồi nên lặng lẽ không nói thêm gì mà cúp điện thoại. Vài ngày sau, mẹ lại gọi điện thoại hỏi tôi câu hỏi đó. Chỉ là lần này giọng bà có vẻ ngượng ngùng, không còn tự tin nữa, giống như một đứa trẻ không được giải hòa nên vẫn chưa cam tâm. Biết là hỏi xong thì cũng vô ích, nhưng không nhịn được nên bà vẫn hỏi. Tôi có chút mủi lòng nên im lặng suy tư một lát. Mẹ nghe thấy giọng tôi thì lập tức vui vẻ hẳn lên, luôn miệng kể lể với tôi rằng: cây nụ sau nhà nó vừa mới nở hoa, dưa hấu ngoài vườn mẹ cũng đã sắp chín rồi con ạ, con nhanh nhanh về đi. Tôi khó xử: con bận thế này thì làm sao mà nỡ xin nghỉ được mẹ? Mẹ vội vàng nói: sao không được con? Con cứ nói là mẹ bị ung thư, chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi, nên là phải về chăm sóc, có gì đâu mà khó. Nói rồi mẹ lại cười lạc quan. Ngày nhỏ, cứ mỗi lần mưa to gió rét, tôi không muốn đi học nên thường giả vờ đau bụng. Mẹ phát hiện đã cho tôi một trận. Giờ mẹ già rồi lại đi dạy tôi nói dối, tôi vừa giận lại vừa tức cười. Những cuộc nói chuyện thế này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi không cầm lòng được mà trả lời mẹ rằng tháng sau tôi nhất định về. Mẹ vui quá nghẹn ngào không nói gì thêm nữa. Chẳng hiểu vì sao công việc tôi lúc nào cũng bận ngập đầu ngập chân cả. Cảm thấy việc nào cũng quan trọng hơn việc về nhà thăm mẹ. Cuối cùng hết tháng tôi vẫn không về được. Mẹ ở đầu dây bên kia như phản bác một nỗi buồn sâu thẳm. Trong lòng tôi vô cùng áy náy. Mẹ giận con rồi à? Lần này tôi nói vậy mà mẹ nghe thấy luôn. Mẹ trả lời không cần suy nghĩ: con à, mẹ biết con rất bận, nhưng chỉ có mất mới đi vài ngày thôi mà. Mẹ gọi điện thoại thúc giục liên tục: này, nho nó chín rồi, lê cũng chín rồi, nhanh về đi con. Tôi nói: có phải cái gì hiếm đâu, ở đây thiếu gì, bỏ ra mấy chục nghìn là có tha hồ mà ăn. Mẹ nghe vậy chắc buồn lắm, nên tôi lại vội vàng dỗ mẹ: nhưng toàn là hoa quả bón phân hóa học và thuốc trừ sâu thôi con ạ, làm sao ngon như quả của mẹ trồng được. Mẹ nghe xong thì bật cười đắc ý. Hôm đó là thứ bảy, thời tiết vô cùng nóng bức. Tôi không dám đi đâu ra khỏi nhà, chỉ bật điều hòa ngồi yên trong phòng. Con gái tôi nẽo nhẽo đòi ăn kem mút nên tôi đành phải ra ngoài mua. Ngoài trời hơi nóng bốc lên làm nghi ngút, tôi đột nhiên nhìn thấy bóng mẹ ở xa xa. Nhìn bộ dạng của mẹ, tôi biết mẹ vừa đi từ trên xe xuống, trên tay là một chiếc làn, sau lưng khoác một bịch nặng. Mẹ lom khom người tránh bên trái, lại lé bên phải, sợ người khác đụng phải đồ đạc của bà. Trong dòng người đông đúc, mẹ lách đi từng bước rất khó khăn. Tôi chua xót vẫy tay mẹ: mẹ, mẹ ơi! Ngẩng đầu mặt đầy mồ hôi lên nhìn tôi, khi thấy tôi đang chạy đến gần, mẹ mừng quá không nói nên lời. Nước mắt mẹ chan hòa cùng những giọt mồ hôi. Vừa về đến nhà, mẹ hồ hởi
bỏ đồ ra. Tay mẹ gầy gò, gân xanh chẳng chịt, cả 10 đầu ngón tay đều có băng dính, ngón nào cũng có những vết đứt đang rỉ máu. Trái tim tôi đang thắt lại đau đớn, còn mẹ vẫn cười nói vô tư: ăn đi con, nhanh đi, những quả này mẹ đã chọn rất là kỹ rồi đấy con ạ. Tôi không nào thể nào tưởng tượng được mẹ đưa chưa hề đi đâu ra khỏi lũy tre, mà chỉ vì câu nói của tôi nên vượt hơn 1000 cây số chỉ đi đi tìm con. Mẹ ngồi xe giá vé rẻ nhất, chiếc xe khách không có điều hòa, trên xe vừa nóng lại vừa bức, nhưng những quả nho và lê chín mọng kia lại nguyên vẹn không hề bị dập. Tôi vẫn không tin được vào mắt mình. Sao mẹ lại đến được đây? Tôi chỉ đoán rằng trên thế giới này chắc người mẹ nào cũng có một phép màu. Mẹ chỉ ở lại 3 ngày. Mẹ nói công việc tôi quá vất vả, bận rộn từ sáng đến tối, lại còn chăm sóc con cái. Bà chỉ lo lắng vậy thôi chứ chẳng giúp được gì. Đến cả đồ đạc trong bếp bà cũng không dám chạm vào vì sợ làm vỡ hỏng đi. Mẹ âm thầm mua vé rồi nặng lẽ xách đồ ra về. Mới về được 1 tuần, mẹ đã nói với tôi, rồi không ngừng thúc giục tôi về nhà. Tôi mỉm cười: mẹ ơi, mẹ kiên nhẫn một chút đi. Ngày hôm sau tôi nhận được điện thoại của dì Út. Dì Út nói: mẹ con ốm nặng rồi, con về nhà ngay đi. Tôi sốc quá, tôi sầm mặt mũi, nước mắt nưng tròng chạy ngang ra bến xe. Tôi vội vàng lên chuyến xe cuối cùng. Trên xe tôi âm thầm cầu nguyện, tôi hy vọng mẹ chỉ đang dối tôi thôi. Tôi mong rằng mẹ sẽ không sao. Tôi sẵn sàng nghe những lời cằn nhằn của mẹ và sẵn sàng ăn hết những gì mà mẹ nấu, sẵn sàng sắp xếp thời gian để thường xuyên về thăm mẹ. Giờ đây tôi mới nhận ra được một điều: bất kỳ ai có sống đến 80 tuổi cũng cần có mẹ bên cạnh. Cuối cùng tôi cũng về đến cổng làng. Mẹ chậm chậm chạy ra đón tôi. Bà tươi cười hạnh phúc. Tôi ôm chầm lấy mẹ vừa khóc vừa cười nói: mẹ nói bệnh cái gì thế mà mẹ cũng nghĩ ra được à? Bị trách như vậy nhưng mẹ vẫn vui. Mẹ chỉ cần được nhìn thấy tôi thì tôi có trách sao cũng được. Mẹ vui quá cười nói luyên thuyên, tíu tít ra ra vào vào như con nít vậy. Mẹ bày một bàn toàn đồ ăn ngon, đang đợi tôi khen ngợi thì bị tôi phê bình không thương tiếc: cháo đậu đỏ quá nhừ, vỏ bánh sủi cảo nặn quá dày, thịt kho thì quá mặn. Nụ cười của mẹ đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Mẹ miễn cưỡng gãi đầu rồi quay đi. Trong lòng tôi đang cười thầm thì vì đắc ý. Tôi biết rằng hễ tôi mở cái mồm ra khen là ý nghĩ rằng mẹ ép tôi ăn bằng hết. Tôi biết rằng hễ mở mồm ra khen là ý nghĩ rằng mẹ ép tôi ăn bằng hết. Thậm chí còn làm thêm để lúc về bắt tôi xách theo. Vì thế nên tôi mới bị mẹ nuôi thành béo tròn như thế này. Có làm cách nào cũng không giảm được cân. Còn nữa, nếu không chê bai như vậy thì tôi làm gì có cơ hội được tranh vào bếp. Tôi nấu cơm cho mẹ ăn, nói chuyện cùng mẹ. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, đôi mắt hiện rõ tình yêu thương vô bờ vô bến. Không cần biết tôi nói gì, mẹ cũng đều gật đầu tán thành, lắng nghe một cách chăm chú. Thậm chí cả lúc tôi ngủ trưa, mẹ cũng ngồi cạnh giường mỉm cười lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nói: mẹ thương con như vậy, sao không về ở với cùng con? Mẹ nói: ở thành phố mẹ không quen con à. Chả được mấy hôm tôi lại sốt ruột đòi về. Mẹ năn nỉ tôi ở lại với mẹ thêm một hôm nữa thôi cũng được. Mẹ đã nhờ dì lên huyện mua thức ăn,
Chắc chỉ một lát nữa là về đến nhà rồi con ạ. Mẹ nói hôm nay mẹ nhất định nấu cho tôi những món thật ngon. Phố huyện cách nhà 9 km, mẹ nhờ mua tất cả những gì mẹ cho là ngon nhất về nấu cho tôi ăn. Như vậy mẹ mới cảm thấy thoải mái. Từ lúc ở nhà dì Út về, mẹ hăng hái chuẩn bị đồ ăn. Cuối cùng mọi thứ đã sẵn sàng trên bàn. Tôi không thể ngạc nhiên được. Cá kho không cạo vảy, lông tơ của gà nhổ chưa sạch, đậu cô ve xào thậm chí còn có một sợi tóc. Dù là món thịt hay món chay đều khiến người khác không dám động đũa. Mẹ hồi còn trẻ rất là sạch sẽ, thế mà bây giờ già rồi lại nôi thôi bẩn thỉu thế này. Mẹ nhìn thấy tôi chỉ lật đi lật lại không ăn, lại tưởng rằng tôi buồn vì muốn về nên bà đành buồn bã nói đưa tôi đi bắt xe đêm. Trời tối đen như mực, mẹ nắm lấy cổ tay tôi nói rằng tôi không quen đi đường đất trong thôn. Mẹ đưa tôi đến cổng làng, đưa tôi lên xe mẹ không ngừng dặn kia. Xe chuyển bánh rồi mẹ mới chịu xuống xe. Cửa xe kẹp vào cái áo của mẹ khiến bà suýt nữa thì té ngã. Tôi thò đầu ra ngoài thấy bóng mẹ gầy gò, ống thấp, ống cao. Tôi nghẹn ngào nói với mẹ, mẹ cẩn thận nhé. Tay mẹ nào có nghe rõ, vừa lò dò chạy vừa vẫy tay theo rồi gào lớn, con à, mẹ không giận con đâu, mẹ biết con rất bận mà. Tôi thật không nỡ xa mẹ, còn mẹ thì lại không quen cuộc sống nơi thành thị. Cả chặng đường tôi buồn bã không biết phải làm sao đây. Sau lần đó mẹ không bao giờ giục tôi về nữa. Mỗi lần tôi gọi điện thoại chị toàn kể chuyện rất nhiều chuyện vui. Con bò cái vừa sinh một con bò con, đầu xuân sang năm sẽ trồng thật nhiều hoa quanh sân này. Tôi cứ thế yên lặng lắng nghe, lòng tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Rồi cũng vào một ngày cuối năm, tôi lại nhận được điện thoại của dì Út. Dì nói, mẹ con ốm nặng rồi, con mau về đi. Tôi làm sao tin được, hôm kia tôi còn vừa nói chuyện với mẹ kia mà. Bà còn nói là bà rất khỏe, rồi dặn tôi đừng quá xe suy nghĩ nhiều. Dì Út chắc lại lừa dối tôi như lần trước vậy thôi. Tôi nửa ngờ nửa tin, nhưng vẫn lập tức bắt xe về quê. Trên đường còn mua một hộp to loại bánh kem mà mẹ thích ăn nhất. Xe về đến đầu làng, không thấy mẹ ra đón. Toàn thân tôi bắt đầu toát lạnh run rẩy. Tôi dự cảm thấy có điều gì chắc chẳng lành đây. Dì Út nói với tôi, khi dì gọi điện thoại cho con thì mẹ con đã không còn nữa. Bà ấy ra đi rất thanh thản. Tôi đau đớn gục xuống. Thì ra 6 tháng trước mẹ đã được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng bà không nói với ai, vẫn vui vẻ lạc quan đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Thậm chí còn tự chuẩn bị chu đáo cho tang lễ của chính mình. Dì còn nói với tôi rằng mắt mẹ bị đục thủy tinh thể, nhìn gì cũng rất khó khăn. Tôi ôm chụp hộp bánh trước ngực, như thể trái tim vừa bị ai giật mất. Nước mắt nhạt nhòa không ngừng rơi xuống. Trời ơi, sao mọi chuyện lại phũ phàng như vậy? Tôi nên trách ông trời hay là trách bản thân vô tâm của tôi? Từ nay tôi không còn mẹ nữa, không còn ai gọi điện giục tôi về, không còn ai ngày ngày chờ đợi tôi. Thì ra mẹ biết chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa, nên mới liên tục gọi điện gọi tôi về, chỉ để muốn được nhìn thấy tôi thêm vài lần, nói với tôi thêm vài câu.
Thì ra ngày cuối cùng làm cơm cho tôi, đôi mắt mẹ đã không còn nhìn rõ. Tôi quả thật quá vô tâm. Đêm đó khi tôi lên xe rồi, một mình mẹ đã làm thế nào để lần mò về nhà? Mẹ có bị ngã không? Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được. Mẹ, những giây phút cuối đời mẹ vẫn vui vẻ nói với con. Hoa bìm bìm nở tím hàng rào, hoa đậu tím như màu áo con mặc khi xưa. Mẹ để lại tất cả sự ấm áp và tình yêu, rồi sau đó lại lặng lẽ ra đi. Con biết mẹ là người duy nhất trên đời không bao giờ giận con, là người sẵn sàng chờ đợi con mãi mãi. Vì biết thế nên con mới dám để mẹ đợi lâu như vậy. Nhưng mà mẹ ơi, con thật sự có bận thật không? Hằng ngày con vẫn nghe đâu đó phản phất câu thơ: ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn nên mắt mẹ nghe không. Nay con hối hận lắm mẹ ạ. Những ngày tháng để mẹ cô đơn, để mẹ sống thấp thỏm trong chờ đợi. Các bạn thân mến, các bạn đã bao giờ bạn thực sự quan tâm đến cha mẹ bạn chưa? Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống, hãy nhớ đọc bài viết này, dù bạn có sống chung với họ hay không. Nếu một ngày bạn thấy trong bếp mẹ dọn không còn sạch như trước, nếu một ngày bạn nhìn thấy những món ăn mẹ nấu không còn sạch sẽ cầu kỳ nữa, nếu một ngày bạn thấy nồi niêu xoong chảo không còn sáng bóng nữa, nếu một ngày bạn thấy hoa và cây cảnh của cha đang dần bị bỏ rơi, nếu một ngày bạn thấy tủ quần áo bị bao phủ đầy bụi, nếu một ngày bạn thấy rằng mẹ nấu ăn quả thật quá mặn, nếu một ngày bạn thấy rằng cha mẹ thường quên tắt đèn, và cứ thế, cứ nếu một ngày, nếu một ngày. Tôi muốn nói với bạn rằng bạn phải chấp nhận rằng cha mẹ bạn đã già, đã thực sự cần đến sự quan tâm chăm sóc của con cái rồi. Nếu bạn không thể chăm sóc, bạn nên tìm một người nào đó để chăm sóc cho họ, và hãy thường xuyên quan tâm đến họ, không để họ cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô đơn. Ai trong chúng ta cũng đã đến lúc phải già đi, cha mẹ sẽ già trước chúng ta. Chúng ta nên đổi vị trí với họ mà suy gẫm và chăm sóc cho họ. Như vậy mới có thể kiên trì và không cảm thấy phiền phức. Khi cha mẹ không thể tự chăm sóc cho bản thân, phận làm con nên chú ý. Việc đại tiểu tiện của họ sẽ không tự kiểm soát được, hoặc còn nhiều việc họ đều không làm được nữa. Khi trong phòng có mùi hôi tanh, bản thân họ có thể không ngửi thấy. Xin đừng bao giờ phàn nàn sao họ bẩn vậy. Phận làm con là giúp họ dọn dẹp, và đừng làm tổn thương lòng tự trọng của họ nhé. Khi họ không còn muốn tắm, hãy dành thời gian để tắm cho họ, bởi vì bản thân họ tự tắm cũng không sạch được. Khi chúng ta dùng bữa, xin vui lòng chuẩn bị cho cha, cho mẹ một phần thật nhừ, bởi vì răng của cha của mẹ có lẽ không còn nhai được nữa. Từ khi chúng ta sinh ra, ai đã bón cho ta ăn? Ai đã thay tã cho ta? Khi ốm đau bệnh tật, ai đã chăm sóc cho ta? Ăn uống học hành sách vở, ai lo cho ta? Ai lo cho bạn? Ai là chỗ dựa của bạn trong cuộc sống? Nếu một ngày họ thực sự không thể đi được nữa, thì vai diễn đều đảo ngược trở lại, bạn có thể diễn vai đó được không? Bạn ơi, phận làm con là chăm sóc cha mẹ. Như tương lai bạn muốn con cái chăm sóc bạn, thì bây giờ lòng hiếu thảo là phải kịp thời và đúng lúc bạn nhé. Tội bất hiếu, trời đất không dung. Cổ nhân có câu: bách thiện hiếu vi tiên,
Trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo hiếu là hàng đầu. Bởi vậy, phận làm con phải biết kính trên nhường dưới, báo đáp công lao dưỡng dục sinh thành của cha, của mẹ. Tại tỉnh Sơn Đông Trung Quốc, có đôi vợ chồng nuôi một chú chó nhỏ đặt tên là Lulu. Lulu lớn lên vô cùng đáng yêu với bộ lông trắng mượt kiêu hãnh, nên được chủ nhân hết mực cưng chiều. Mỗi ngày họ đều cho nó uống sữa bò, ăn thịt chân giò hun khói, tắm rửa, chỗ ngủ thì vô cùng êm ái thơm tho. Khách đến chơi nhìn thấy Lulu như vậy đều bảo nó thật là có phúc. Nhưng một ngày kia, chú chó nhỏ đột nhiên lăn ra chết bất ngờ. Cả nhà đều khóc thương. Mãi cho đến vài tháng sau, đôi vợ chồng trẻ vẫn không hết buồn rầu. Hàng xóm thấy thế đều không hiểu được phải thốt lên rằng: chẳng phải nó là một con chó thôi sao? Có cần phải khổ sở đến như thế không? Lúc mẹ họ chết, tôi cũng không thấy họ rơi nhiều nước mắt đến như vậy. Một trưa lộng, khi người chồng buồn quá vì nhớ con Lulu mà thiếp đi, thì thấy mẹ anh hiện về nói với anh rằng: lúc mẹ sắp qua đời, hai con có bận rộn làm ăn mà không chăm sóc mẹ. Kết quả là đã để mẹ phải lẻ loi trơ trọi một mình trong góc nhà. Thậm chí lúc mẹ qua đời, hai con cũng không về bên cạnh mẹ lần cuối. Sau khi mẹ ra đi, các con cũng không hề thương xót mà rơi nhiều nước mắt. Là con, nhưng các con không làm tròn bổn phận của mình. Còn cho Lulu chính là mẹ chuyển sinh đến để đòi món nợ này đấy các con ạ. Các con nghĩ lại sẽ thấy thời gian các con chăm sóc Lulu chính bằng với thời gian các con bỏ mặc mẹ bị bệnh đấy. Duyên hết rồi, nợ cũng đã trả xong, mẹ phải ra đi đây. Sau khi nói xong, mẹ anh liền rời đi. Giật mình tỉnh lại, người chồng ướt đẫm mồ hôi pha lẫn bần thần. Anh ngẫm lại thời gian đem con chó Lulu về nuôi, đúng 2 năm. Cũng chính là 2 năm vợ chồng anh lao vào làm ăn mà quên mất bổn phận làm con, bỏ mặc mẹ lẻ loi ốm đau bệnh tật ở góc phòng. Khi về nhà cũng vì quá mệt mỏi nên hiếm có lời hỏi thăm. Lúc bà mất, hai vợ chồng vì bận bịu cũng không túc trực bên cạnh. Sau khi bà ra đi, bản thân anh cũng không quá buồn rầu mà nhanh chóng quên đi rồi tiếp tục lao vào kiếm tiền. Khi được nghe chồng kể lại, người vợ rơi nước mắt nhìn lên bàn thờ mẹ chồng mà rằng: hóa ra thiếu nợ người khác cái gì đều phải hoàn trả. Người xưa nói: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Quả là không sai. Chúng ta đã có quá lỗi với mẹ rồi. Nên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, mới nên hình hài chúng ta hôm nay. Vì con mà mẹ chịu biết bao vất vả cực nhọc, thức đêm hôm chăm sóc cho từng miếng ăn giấc ngủ, hay đau ốm lúc trái gió trở trời. Vì con mà mẹ hy sinh cả cuộc đời, phận làm con chúng ta đã nợ công đức ấy biết bao nhiêu. Người chồng trên chỉ vì quá nó làm ăn mà quên mất rằng, dù anh có kiếm ra nhiều tiền để phụng dưỡng bà đi nữa, thì sự thật anh vẫn nợ mẹ sự quan tâm, nợ mẹ tình cảm mà cả đời bà đã dành cho anh. Nhắc đến đây, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của gia đình người hàng xóm bên cạnh nhà. Có lẽ cũng vì tội bất hiếu nên cả dòng họ về sau không ai được
cuộc sống đàng hoàng, yên bình vậy. Hàng xóm cạnh nhà tôi có một bà cụ sinh được 3 người, gồm 1 gái và 2 trai. Chồng bà mất sớm vì chiến tranh, nên chỉ mình bà còm cõi sớm hôm nuôi 3 đứa con khôn lớn. Khi cả 3 người con đã yên bề gia thất, thì lúc đó bà cũng gần kề 80 tuổi. Tuy nhiên cuộc sống lúc ấy của bà cũng chẳng mấy êm đềm. Người chị cả có gia đình rất hiếm khi về thăm bà cụ. Người con trai thứ hai cũng không có việc làm gì ổn định, nay đây mai đó, lại có đến 3 đời vợ và 2 người con. Người con của bà vợ đầu thì do ly dị từ sớm nên cũng không bao giờ ghé thăm cha. Người vợ thứ hai thì cưới chưa đầy 1 năm bỗng bị tai nạn giao thông mất trong lúc bụng mang dạ chửa chưa đầy 2 tháng. Người vợ thứ ba tuy sinh được cho ông đứa con gái nhỏ, nhưng vì kinh tế bấp bênh nên cuộc sống lại càng thêm khốn khó. Chớ trêu thay, đứa con trai thứ ba của bà cụ lại bị thần kinh, nửa tỉnh nửa mê. Tuy đã có vợ và có đứa con gái, nhưng cũng ly dị sớm vì sự nóng nảy điên cuồng đánh vợ con của ông. Tuy nhiên câu chuyện không chỉ dừng ở đó. Một ngày nọ, bà cụ lâm bệnh nặng, thêm phần già yếu nên chỉ có thể nằm một chỗ, không đi lại được. Lúc ấy bà đang sống cùng với 2 người con trai và vợ của người con trai thứ hai. Khi biết bà già yếu, người con dâu sợ trách nhiệm nên bảo chồng dọn về nhà mình cách đó gần 20 cây số. Vì thế người con trai thích thú thỉnh thoảng mới ghé đến thăm bà cụ. Người chị cả bình thường không về, thì đến lúc bà cụ già yếu cũng hiếm khi lui tới. Phần trách nhiệm lo bà cụ dồn hết cho người con trai út, vốn thần kinh không bình thường. Bà cụ bị bệnh tiểu đường lại không ai chăm sóc chu đáo, nên phải tháo cụt hết các khớp chân, do đó không vận động được nhiều, chỉ có thể tự ngồi và nằm. Do ở nhà mặt tiền nên hàng xóm hay đi ngang qua lại cũng muốn ghé thăm cụ, nhưng ngại vì bên trong mùi hôi thối nồng nặc bốc ra như lâu ngày chưa quét dọn vậy. Có lần mẹ tôi cũng vào ghé thăm cụ, lúc đó cụ ở một mình trong phòng tối. Cụ bảo cụ đói quá và nhờ mẹ mua cho cụ ít đồ ăn. Mẹ tôi thương xót vì thấy cụ nằm trên chiếc chiếu rách chỏng trơ pha lẫn mùi phân với nước tiểu. Hàng xóm có nói quá nên 3 người con thi thoảng mới thay đồ tắm rửa cho cụ. Vào một ngày sau 2 năm ròng bệnh tật, hàng xóm đi ngang qua nhiều ngày nhưng thấy cửa phòng bà cụ đóng im ỉm chứ không mở ra như mọi hôm. Họ gọi cũng không ai trả lời nên bèn đẩy cửa đi vào. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng chứng kiến cũng không phải xót xa. Bà cụ nằm đó không mặc áo, bộ xương già nua co góc, ốm yếu vì lâu ngày bị đói. Một mùi hôi thối ẩm ướt bốc lên. Mọi người xì xầm với nhau rằng có lẽ cụ chết vì đói. Áo quần dính phân và nước tiểu hôi thối không mặc được nên cụ phải cởi ra trần truồng như vậy. Thêm phần trời về đêm trở lạnh không có gì đắp đã khiến cụ qua đời. Tuy nhiên điều tôi ấn tượng sâu sắc hơn là cả dù 3 người con của cụ đối xử tệ bạc như thế, nhưng chưa một lần nào cụ than vãn với hàng xóm về các con của mình. Sau khi chôn cất cụ không lâu thì giống như bảo ứng nhãn tiền đến với gia đình đó. Chồng người chị cả bỗng dưng bị tai biến phải nằm liệt giường. Con trai người chị cả thì sa vào nghiện ngập nên phải đi tù. Người vợ của con trai thứ thì khinh rẻ chồng,
bắt ông giặt đồ nấu cơm hầu hạ như người ở. Còn bà thì nó ăn diện đi theo người khác trước mặt ông. Người con trai út của bà cụ thì thêm phần điên loạn, suốt ngày đi ngoài đường lẩm bẩm một mình. Thấy ở ngã ba hay ngoài đường có bát hương vất vờ, ông đều rinh về nhà. Bàn thờ bà cụ thì không ai hương khói phủ một màu lạnh tanh hôi u uất. Đây có phải chăng là cái giá nhãn tiền mà ba người con bà cụ phải chịu lấy vì tội bất hiếu không? Bởi cả đời bà cụ đã mòn mỏi hy sinh cho họ. Nhưng dù khi bà còn sống cho đến khi chết đi, chưa một lần bà nhận được sự hiếu thuận chân tình từ những người con. Nhọc nhằn nuôi lớn dạy khôn, say giấc nó tròn mẹ bế chăm. Đau những lúc đêm nằm mệt mỏi, ốm thêm nhiều bởi đói vì con. Mong sao cuộc sống trường tồn, mưu sinh mẹ khổ héo hon từng ngày. Chẳng ai hiểu, ai hay điều đó, chỉ thấy mình từ nhỏ sướng ngon. Nỗi đau khiến mẹ hao mòn, tuổi xuân lặng lẽ dành con dại khờ. Đời vất vả nào mơ với mộng, mẹ hy sinh mở rộng tâm hồn. Vâng, mẹ đã hy sinh cho con nhiều như thế, dù con thế nào mẹ vẫn ôm ấp chở che. Nhưng ai thấu hết nỗi đau của mẹ, là phận làm con chúng ta phải tròn chữ hiếu. Đừng để mẹ đi rồi mới tiếc nuối xót thương. Và hơn thế nữa, trời xanh luôn có mắt, nên sẽ không thể im lặng trước sự vô tình của những người con. Bởi vì sống ở đời có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Bố và cây ổi. Ngôi nhà của mình, nơi bố gọi là cái tổ ong vò vẽ, vẫn y nguyên như 7 năm về trước, thời con là sinh viên. Phía trái nhà vẫn là cái ổi rất đặc biệt. Đặc biệt bởi vì các loại cây khác thường bị thui chuột theo năm tháng, riêng cây ổi nhà mình lại ngày càng ngon. Ổi ít hạt, màu hồng đào, ăn thật thơm, thơm ơi là thơm. Mẹ kể ngày bố mẹ cưới nhau, cây ổi mới chỉ có một nhánh. Hôm ấy đông người đến quá, bố sợ không đủ có cỗ mời khách. Bố đã trốn ra cây ổi lặng lẽ khóc. Con chưa đủ trải nghiệm để cảm nhận được vị đắng của những giọt nước mắt ấy của bố, người đặc biệt ít nói và rất ít thể hiện tình cảm của mình. Bởi bao nhiêu năm qua, bố vẫn vậy, vẫn chỉ lặng lẽ đi bên các con. Con còn nhớ hồi con đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bố cứ đòi chở con đi thôi trên chiếc cúp 50 khá sang lúc bấy giờ. Dù con vẫn đạp xe đến trường hàng ngày, bố chỉ âm thầm thể hiện tình cảm với con bằng những hành động giản dị vậy thôi, chẳng bao giờ nói. Con đi thi văn về, gương mặt thất thần lắm. Con sợ trượt tốt nghiệp vì liệt điểm văn. Năm ấy tự nhiên có đề mở và con đã chọn thi theo đề mở. Con vào đề khác thường, chẳng giống những gì thầy cô đã dạy, cũng chẳng giống một bài văn bình thường chúng con từng làm, từng học. Ngồi trong phòng thi, con tự tin lắm. Thế mà về đến nhà, một nỗi sợ mơ hồ chợt đến. Con giấu mình ở cây ổi vì sợ bố nhìn thấy bố sẽ buồn. Bố tự hào về con gái bố nhất mà. Lúc ấy đúng mùa ổi,
Những quả ổi ngọt nịm chỉ chờ con giơ tay lên là hái được. Nhưng hôm ấy, tự dưng con cảm thấy nó nhạt lắm, chẳng có vị ngọt mát ngày thường. Chiều tối, bố điểm danh con cái trước khi đi đón mẹ. Nhìn gương mặt con lúc ấy, ánh mắt bố cũng buồn hẳn. Bố hỏi chuyện con và con thật thà kể lại tất cả. Bố không mắng, cũng chẳng nói gì đến chuyện thi cử, cũng không động viên con, chỉ hỏi con thích ăn gì bố sẽ mua cho. Con bảo con thích ăn ngô cay và uống Coca-Cola. Con nói vậy thôi, nhưng không chờ mong vì bố hay quên lắm. 2 tiếng sau bố mẹ về, cầm theo túi ngô cay và chai Coca-Cola to. Bố lúc nào cũng vậy, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên con. Con vào năm thứ nhất đại học, cũng là năm bố mẹ quyết định xây nhà. Mẹ kể hồi xây nhà mẹ muốn chặt cây ổi cho nhà rộng thêm một chút, nhưng bố bảo phải giữ lại. Với bố, cây ổi ấy đã là chứng kiến bố lớn lên, trưởng thành, và bây giờ lại chứng kiến quãng đời của các con của bố. Mỗi lần con về thăm nhà, bố vẫn chỉ lặng lẽ trèo lên cây ổi hái những quả to, ngon nhất cho con ăn. Mẹ vẫn đùa, đấy, bố dành những quả ngon nhất cho con gái rượu của bố đấy. Bây giờ, khi bố đã thành ông ngoại, cây ổi sau bao năm cho hoa thơm quả ngọt cũng đã già đi theo năm tháng. Trái bây giờ không ngọt, thân cũng hết dần độ dẻo dai. Giờ cây ổi khô cằn lắm rồi, nhưng nhà mình vẫn để nó ở đấy, vẫn bên trái nhà như một người thân. Và chúng con mỗi khi về thăm nhà vẫn ra thăm cây ổi, ngước mắt lên nhìn nó như tìm về một quãng đời mà bố đã đi qua. Tâm sự của một người cha. Sau khi xảy ra sự bất hòa giữa mấy anh em tôi quyết định giữ trong lòng sự hận thù, quyết cắt đứt tình huynh đệ, nên nghiêm cấm các con tôi không được tiếp xúc với 2 cậu của chúng. Tôi đã dạy các con tôi: tào thề sống chỉ mặt, chết chỉ mồ, không đội trời chung với lũ chúng nó. Tao mà thấy đứa nào qua lại với tụi nó, tao giết chết. Và rồi hậu quả của sự đe răn là một trận đòn chí tử cho các con bé út, chỉ vì dám cãi lời bố. Tôi cảm thấy thỏa mãn phần nào với lòng thù hận đang nung nấu trong tôi. Kể từ khi tôi biết chắc rằng các con tôi đã không dám liên hệ gì với các cậu của chúng, sau khi được ân sủng của Chúa khi Ngài nói với tôi: hỡi con, cha đã hạ mình xuống để đến với con, vậy mà con lại ngần ngại khi đến với cha qua người anh em của con. Tôi đã quyết định và nói với Ngài: con hứa với Chúa là khi về đến nhà, con sẽ xin lỗi các con trước về những sai sót trong giáo dục bằng bạo lực mà không biết là mình đang dẫn chúng nó tới con đường thù hận. Sau đó con nhờ mời cậu lại để con làm hòa và xin lỗi về những gì con đã cư xử với 2 cậu của nó. Qua biến cố,
Ngài đã cho tôi nhìn lại con người tôi một cách rõ nét. Trách nhiệm của tôi mà Chúa giao phó, cho là giáo dục và nuôi dưỡng chúng lên người. Thế nhưng vì lòng hận thù, tôi đã trở thành một người cha độc tài và tàn bạo. Các con tôi phải cúi đầu tuân lệnh, dù là một lệnh thiếu đạo đức và trái luật Chúa, mà không có được quyền có ý kiến. Đáng lý tôi phải là người hướng dẫn và giáo dục chúng trong ân sủng và ơn Thánh Chúa. Trong việc đạo đức thì tôi lại xem thường điều đó. Đáng lý tôi phải khuyến khích và động viên chúng tham gia các sinh hoạt đoàn thể và tham dự thánh lễ, cầu nguyện mỗi ngày. Thì ngược lại, tôi còn la rầy và răn đe khi các con tôi, qua tích cực công việc của đoàn thiếu nhi thánh thể và nhà xứ. Từ sau ngày tĩnh tâm trở về, tôi thấy tâm hồn được bình an một cách kỳ lạ, không nóng giận trước những lỗi lầm thường ngày của các con, biết lắng nghe những ý kiến của các con. Và một điều tôi cảm nghiệm rõ nhất đó là chấp nhận và yêu đời hơn với kiếp sống của một kẻ bị từ chối quyền tị nạn. Vì tôi nghĩ rằng mọi ngày trong cuộc đời tôi đều là của Chúa ban cho, và dĩ nhiên cuộc đời sẽ đáng yêu hơn một khi ân sủng của Ngài mỗi ngày trong cuộc đời mình. Một điển hình là hôm thứ Bảy, trong khi đi rước kiệu hoa cuối tháng năm, tôi gặp lại một người luật sư đã phỏng vấn để làm bộ túc kháng cáo cho tôi lúc 10 giờ sáng ngày thứ Sáu, 29 tháng 5. Ông ta cho tôi biết một tin là có khoảng hơn 600 kháng cáo sẽ được sổ ra trong tháng tới. Thứ hai này, ông ta sẽ vào cao ủy để xem xét nếu có tên tôi trong danh sách kết quả, thì ông ta sẽ không làm bộ túc kháng cáo cho tôi nữa. Thế mà tôi vẫn dửng dưng trước tin sốt dẻo đó. Tôi không hề ngóng trông dù ông ta có hứa sẽ đến nhà tôi vào chiều thứ hai, mà hôm nay đã sau hai ngày vẫn chưa thấy ông ta trở lại. Cuộc sống của tôi lúc này lại là: lạy Chúa, xin cho con biết phó thác cuộc đời con trong tay Ngài, và xin Người hãy nhồi nắn theo ý định của Ngài. Ba à, con nghĩ ba cứ thử đi tĩnh tâm một lần cho biết. Vì dù sao, tao đã nói mày nhiều lần, tao không có rảnh. Tao mà bỏ dậy bây giờ thì tụi mày chết đói hết. Con đâu có bảo ba bỏ dậy, ba cứ thử xin phép sơ xem sao. Tao biết ba không cho. Như tuần trước thì tao cũng ráng đi cho mày vui. Khi tao nghỉ cả tuần thì sao mày không nói? Cha tổ chức tĩnh tâm, đến khi tao đi làm thì mày hối tao. Ôi mệt quá. Tại có vài trục trặc nên cha mới đình lại chứ. Con nghĩ ba cứ thử nên xin sơ xem sao. Nếu sơ cho nghỉ thì thôi, vì đây là khóa cuối cùng mà nếu mình không đi được thì không còn cơ hội nào khác nữa đâu ba ạ. Ôi, với tao điều đó đâu có thành vấn đề. Hơn nữa, việc đạo đức là của mấy ông hội đoàn, tao người ngoài đoàn, không có liên quan gì hết. Khóa nào cũng có những người ngoài hội đoàn mà ba, mà cứ đi thử cho biết. Thôi được, sáng mai tao sẽ xin phép. Nếu được thì tao đi cho mày vui nha. Còn không được thì đó không phải là tại tao nữa chứ. Ok không?
còn tiền lệ phí. Mày nói với ông cha làm sao thì nói, tao chỉ có thể góp được 100 thôi. Được, bà cứ yên tâm để con nói với cha. Mặt con bé có vẻ tươi hơn đôi chút khi thấy tôi có vẻ hơi đổi ý. Kể từ sau khóa 9 tĩnh tâm về, nó tìm mọi cách thuyết phục bố đi tĩnh tâm. Với tôi thì còn lạ gì cái chuyện tĩnh tâm này. Có thể chỉ là tĩnh tâm cầu nguyện rồi đọc sách thánh thôi chứ đâu có gì đâu mà con bé nó cứ úp úp mở mở. Thì ba cứ đi đi một lần cho nó biết. Tôi không thích cái không khí này. Và tao đã một lần tĩnh tâm tại Đại chủng viện Du Xe ở đường Cường để vào năm 1970. Nào ăn với ngủ, sinh hoạt theo giờ giấc vân vân. Đó chưa phải kể là nhức đầu về mấy cái chuyện cầu nguyện mà suy gẫm cho nên. Mới 3 ngày tôi chịu không nổi nên rút lui sớm. Sở dĩ mà tôi chấp nhận lời đề nghị của con gái tôi là vì tôi sợ nó buồn. Nếu mà tôi chối thẳng, chi bằng cứ đổ thừa là tại ba xin phép không được, vậy là ổn thỏa. Vì tôi biết Master sẽ không cho tôi nghỉ mà. Thế nhưng một điều hoàn toàn trái ngược khi tôi dự chủ. Ngay chiều thứ tư hôm đó, tôi nhận được thư xấu ngoại quốc của bà cô ở Mỹ mà đã bị gián đoạn 4 tháng nay rồi. Chiều thứ năm lại nhận được bảo đảm ngoại quốc của thằng bạn mà hơn 1 năm nay kể từ ngày tôi bị đá, nó đã bỏ rơi tôi vì thất vọng. Coi như vấn đề tiền bạc tôi không còn lý do gì để phản đối nữa. Con bé hớn hở ra mặt. Ôi, con nghĩ đây là ý Chúa muốn ba đi tĩnh tâm đó. Nên một lúc ba phải nhận 2 lá thư. Ôi, khỏe quá. Sáng hôm sau, con bé cứ nhắc lại một cách khéo léo trước khi bố đi làm. Nếu xin phép được ba ghé phòng của ma sơ nhá, cho con hay nhé ba. Còn nếu không thì sao? Thì ba khỏi ghé cũng được. Vì nếu ba đi xin nghỉ được thì con phải đi xin cha ghi tên cho ba. Ok. Một điều làm tôi phải giật mình mà đặt lại vấn đề, vì nó hoàn toàn không như ý nghĩ của ma sơ hiệu trưởng. Một bà sơ nổi tiếng là khó thì hôm nay lại rất là tử tế. Thế ma sơ hỏi tôi, anh cần mấy ngày nghỉ? Dạ 2 ngày ạ. Được rồi, tôi sẽ cầu nguyện cho các anh trong khóa linh thao. Nhớ giờ tu nghiệp giáo chức là 7 giờ tối đấy nhé, ở phòng số 1 đấy. Tôi không thể nào quên được nỗi vui sướng và hân hoan trên khuôn mặt của con bé Quyên nhà tôi khi bé nhìn thấy cái gật đầu của tôi. Con bé lại nhắc lại bố trước khi tôi đi dự lớp. Cha dặn là có mặt ở Tat House lúc 7:30 cha. Ba nhớ xin sơ đã sớm nhé. Cha dặn là có mặt tại Tat House lúc 7:30. Nhớ xin đã sớm. Đó nè, con bé nó nhắc đi nhắc lại với tôi. Tôi là tổng thư ký của hội cựu quân nhân, vì thế chúng tôi thường có cuộc họp ban chấp hành vào chiều thứ bảy lúc 3 giờ. Nên con bé nhắc trước khi đi sinh hoạt thiếu nhi thánh thể. Bà nhớ về sớm đi lễ rồi ăn cơm và còn xuống Tat House lúc 7:30. Vì hôm nay mà vắng mặt thì cha gạch tên đó. Ôi biết rồi, nhắc mãi bà già ơi, tao có đâu còn bé đấy đâu. Tôi trở về dự thánh lễ lúc 5:30, tắm rửa xong đến nhà thờ. Mới 5:20, các em thiếu nhi đang dâng biểu ngữ chụp hình tặng báo đường sống, nên tôi đứng ngoài nhà thờ, thì ông hội phó tới tìm tôi. Em về văn phòng hội gấp, vì có 2 an ninh phi tới gặp ban chấp hành. Trong ban chấp hành, có tôi là người nói được tiếng Anh,
nên tôi đành phải theo ông ta. Tôi hơi nưỡng nựng một chút. Ông X đâu? Ông đi tìm ông X. Tôi phải đi nữa. Nếu không có ông X thì tôi đi. Nói thật có ông X ở hội nhưng anh không thích. Bỏ lễ một bữa có sao đâu. Bây giờ họ đấu tranh đòi quyền tị nạn là trên hết. Lễ hay không thì đi mai đi. Ông ta cũng có cái lý do đó. Bây giờ mình không đấu tranh đòi quyền tị nạn cho mình thì mình còn nhờ ai đây? Chúa đã bỏ để cho mình bị đá như vậy. Chúa không thương mình. Cuối cùng tôi đi theo ông ta. Khi tôi đến thì đã có sẵn một bàn nhậu gồm bia, xí quách, bánh mì, vân vân. Tiệc nhậu kéo dài tới 6 giờ 24 thì một an ninh phi đề nghị. Tôi muốn mời các anh đến nhà tôi nhậu nai rai. Ôi tiếc quá, xin lỗi nhé vì tôi có giờ tu nghiệp giáo chức tối nay. Xin để lần khác nhé. Không được, tụi mình phải nhậu tối nay. Đừng lo, tôi sẽ đem anh trở lại đúng giờ. Ông phó hội tiếp. Em phải đi, nếu em không đi sợ tụi nó buồn đó. Thôi được, nhưng tôi phải về trước 7 giờ 30 đó. Chiếc xe lăn bánh với 4 người chúng tôi và một an ninh phi. Còn tôi thì đi với một người khác trên chiếc Yamaha. Tôi rất ngạc nhiên khi họ dẫn chúng tôi theo đường hẻm ra cảng. Cuối cùng họ dừng lại một căn nhà mà hoàn toàn là tre rào xung quanh. Tôi nghe họ nói với nhau lúc tiếng Phi, lúc tiếng Anh. Cho bọn này ba em đi. Người chủ nhà đáp. Tiếc quá, các em hôm nay đi mất hết rồi. Và rồi người an ninh Phi nói với nhau. Đi kiếm chỗ khác đi. Tôi đoán được một phần nào ý định của họ nên hỏi đi lên xe. Đi kiếm mấy ả hả? Bộ tụi mày không muốn à? Tôi muốn quý vị yêu đời trước khi tôi rời nhiệm sở. Anh bảo tụi tôi là đến nhà anh mà. Xin lỗi, tụi tôi không có tiền. Ôi, ba cái chuyện lẹ tẹ, tào bao. Tôi cảm thấy thật áy náy vì sự diễn tiến ngoài ý muốn của mình. Nếu biết trước tôi đã không đi, nhưng dù sao thì cũng đã lỡ rồi. Nếu không về kịp giờ tĩnh tâm thì sao nhỉ? Dù sao tôi cũng có cớ để nói cho con tôi biết là tôi phải đi công tác cho hội và nếu lần này không đi được thì lần sau đi. Tôi tìm mọi cách để an ủi chính mình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy vì mình bây giờ có tiền và xin phép được mà không đi thì trả lời sao với sơ. Họ dẫn chúng tôi qua một điểm khác và tình trạng cũng như điểm trước. Thế thế tôi đề nghị. Thôi, về đi. Để lần tới mình hẹn hẳn hoi. 7:30 tối nay tôi cần có mặt ở nhà. Và họ đồng ý. Tôi nhìn đồng hồ đã 7:20 nên hối thúc người tài xế chạy nhanh hơn. Vì thế khi tôi về đến trại là đúng lúc cha Linh hướng từ trong nhà thờ đi ra. Tôi vội vàng nhảy xuống xe rồi chạy về nhà. Tôi không còn thời giờ để dùng cơm tối và tắm rửa. Tôi vào toilet rửa mặt thì con gái tôi hớt hả chạy về. Ôi, con lên hội tìm ba mà không thấy. Lo muốn chết đi được. Ba đi đâu về vậy? Ba vừa mới đi về ở phố về con. Đi công việc chuyện của hội. Ba xuống tắt hao rồi. Ba đi đi. Con chờ ba ở. Về rồi ăn cơm luôn. Con cứ ăn trước đi. Ba không có đói. Thực sự mà nói tôi bị thôi thúc nhiều về bài phúc âm ông Simon tiếp Chúa tại nhà ông. Tôi thực sự mất ngủ vì sự giải thích của cha Linh Hướng. Lý do tại sao ông Simon không lấy nước cho Chúa rửa chân, không ôm hôn Chúa khi Chúa vào nhà và không mời Chúa ngồi chỉ có Chúa biết. Chúng ta không cần tìm hiểu lý do mà đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Chúng ta hãy xem thái độ của chúng ta thế nào khi chúng ta rước Chúa vào linh hồn chúng ta.
Cuối cùng thì tôi đã có mặt ở Pastoral Center. Sau giờ cơm trưa, tôi không tài nào nhắm mắt được. Một cảm giác hồi hộp, lo âu, một sự nôn nóng kỳ lạ, mong cho mau hết, sớm tới 2 giờ để bước vào khóa tĩnh tâm. Thế rồi việc gì đến cũng đã đến. Chúng tôi tập trung tại phòng hội khi cha linh hướng rung chuông. Giờ huấn đức đầu tiên với chủ đề tôi đi tìm tôi. Tôi đã bắt đầu cảm nghiệm được sự thực sự tôi chưa biết ngay chính tôi, và bây giờ tôi mới có dịp để nhìn lại mình. Bài trích sách tiên tri Isaiah đã dằn vặt làm tôi không thể ngủ được. Ta đã chán chê mùi hương, ta sẽ quay mặt đi khi các người cầu nguyện. Hãy cất khỏi mặt ta mọi điều xấu xa, hãy làm điều lành, đừng làm điều xấu nữa. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi đã bị rơi vào cơn ác mộng. Tôi đã nhìn thấy chính tôi và những tội lỗi tày trời mà tôi đã phạm. Tôi giật mình tỉnh giấc vào lúc 2 giờ 15 sáng. Tôi ngồi lặng thinh và cầu nguyện, rồi hồi tưởng nhớ lại những gì xảy ra. Tôi bị giằng co bởi hai lý luận, có thể là ý Chúa cho tôi thấy lại những tội lỗi của tôi, tìm thấy được chính tôi mà quay trở về. Cũng có thể là ma quỷ ám ảnh để tôi thấy rằng tội lỗi tôi không thể nào tha thứ được, thì thà rằng cứ tiếp tục sống như mình đang sống, coi bộ an tâm hơn. Ngày thứ hai của tĩnh tâm bắt đầu giờ kinh sáng. Tôi đã không thể nào cầu nguyện được vì lúc này tôi thực sự mất bình an khủng khiếp. Một âm vang nào đó đang bảo tôi: Chúa sẽ không tha thứ cho mày đâu, và nhất là con mày sẽ không kính trọng mày nữa khi nó biết cha của nó là một kẻ tội lỗi. Chỉ bằng mày cứ sống như vậy sẽ thoải mái hơn và hạnh phúc hơn. Và một tiếng nói khác đang nói với tôi: Hãy trỗi dậy, vì đây là dịp thuận tiện nhất cho ngươi. Hãy lên đường và ngươi sẽ được cứu thoát, dù tội lỗi ngươi có nặng nề đến mấy. Có thể chắc chắn một điều là bài trích sách tiên tri Isaiah đã thôi thúc tôi trong tội lỗi ngươi có đỏ thắm như vải điều cũng trở nên trắng như đen. Rồi bài phúc âm Chúa trở lại ở đền thờ Jerusalem trong dịp lễ vượt qua. Chúa bảo hãy phá đền thờ cũ đi. Tôi đã xúc động và cầu nguyện bộc phát: Ôi, đôi mắt của Chúa u buồn và thất vọng biết bao khi Chúa trở lại ngôi đền thờ trong linh hồn con. Làm sao Chúa có thể tìm thấy ngôi đền thờ của cái thủa ban đầu Chúa trao cho con nữa? Bởi vì bao nhiêu năm nay con đã để cho Satan và ma quỷ vào ở trong đó, và bây giờ linh hồn con đã trở thành nơi buôn bán, bán buôn những chuyện bất chính, thù ghét anh em mình, lỗi phạm với vợ với con, lỗi đức công bằng. Những thứ tội lỗi đó đã làm cho đền thờ linh hồn con trở nên dơ bẩn, hối thúc đến nôn mửa. Hôm nay Chúa đã gọi con, và con đã bỏ tất cả các công việc ở trại để đến đây với Chúa. Con biết lúc này mà con nhận được ân sủng của Chúa thì cũng là lúc mà thiên thần Chúa phải chiến đấu cam go hầu dành linh hồn con lại cho Chúa. Con cảm thấy quá mệt mỏi, Chúa ơi. Con đã dại dột nghe theo sự lừa gạt của ma quỷ, nghe theo những lời ngọt ngào của nó, vùi đầu trong những cuộc hoan lạc mà tưởng là những hạnh phúc thật. Xin Chúa hãy cho con can đảm để phá đi ngôi đền thờ dơ bẩn ô uế trong con. Xin cho con biết nghe được tiếng Chúa nói với con: Phá đi, phá đi, hãy phá đi ngôi đền thờ này đi. Ôi lạy Chúa, ước gì con có thể phá ngay được ngôi đền thờ đáng ghét dơ bẩn trong con, để sau khóa tĩnh tâm này Chúa có thể xây lại một ngôi đền thờ để Chúa ngự vào đó. Amen. Có một cái gì đó hơi bất an trong tâm hồn, tôi quyết định gặp cha linh hướng để biết rõ hơn về ý Chúa. Tôi cảm thấy bình an hơn trong thánh lễ hòa giải và khi cha linh hướng nắm tay tôi. Và tôi đã lãnh dạng bí tích hòa giải. Tôi cảm thấy được
cả tình yêu bao la vô bờ bến của Chúa đang thấm vào con tim tôi, được tác động bởi Thánh Linh. Tôi cảm thấy một sự hối hận tột độ và tôi đã bật khóc với sự rung cảm cao nhất của một con tim đã gần 30 năm khô khan, chai lì, lạnh giá. Tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ bị đòn, nhưng nhận thức được lỗi lầm của mình. Khoảng 5 phút sau, tôi mới có thể nói với Chúa tất cả những ưu tư, lo âu, dằn vặt và mặc cảm trong lòng. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình an khi tôi nói với Chúa qua cha linh hướng: làm sao con có thể hạ mình xuống để xin lỗi hay làm hòa với các con, các em? Điều này thật khó cho tôi. Con không thể làm được. Cha nói: con hãy xuống dưới nhà thờ, nhìn lên ánh mắt của Chúa và hỏi xem con phải làm gì đây bây giờ. Chúa vẫn lặng thinh và nhìn tôi với một ánh mắt thật thông cảm. Tôi đã cố để cho lòng mình thật lắng động, nhưng Chúa vẫn lặng thinh. Nhưng ánh mắt của Chúa có vẻ trìu mến hơn và thiết tha hơn. Tôi đi ra ngoài để có chút gió cho thoải mái và hy vọng dễ dàng gặp được Chúa hơn, nhưng rõ là Chúa không nói gì cả. Sau khi rước mình Thánh Chúa trong tôi cầu nguyện, thì cha linh hướng cầu nguyện để hướng dẫn mọi người biết cảm tạ. Bỗng tôi nghe rõ có tiếng Chúa nói với tôi qua cha linh hướng trước khi rước lễ: hỡi con, cha đã hạ mình xuống để đến với con. Sao con lại ngần ngại khi đến với cha qua anh em con? Ngay giây phút ấy, tôi nói với Chúa: ôi lạy Chúa, ngay khi về đến nhà, con sẽ xin lỗi các con trước và nói với các con là con hãy đi mời hai cậu lại để ba làm hòa cùng hai cậu. Tôi đã làm một quyết định trở về với 10 điều tâm niệm, và chỉ 2 ngày xuống núi, tôi đã thực hiện được toàn vẹn 2 điều, còn 8 điều khác tôi đang thực hiện. Vì những điều này có liên quan đến cả cuộc đời tôi, và tôi phải thực hiện nó tùy ân sủng và tình yêu bao la của Chúa thì mới mong đạt được kết quả. Balavan, ngày 2 tháng 6 năm 1992. Con thân mến, đây là lá thư đầu tiên và có thể cũng là lá thư sau cùng mà ba viết cho con. Ba đã quyết định viết dù rằng nó có đến được tay con hay không. Ba biết là con mong ba đi cầu nguyện thật lâu để con thực hiện ý định của con. Nhưng không ngờ ba lại về quá sớm. Vì thế con lại mong ba đi ngủ sớm để công việc của con không gặp trở ngại. Có lẽ con chưa tin ba. Có lẽ sự cố chấp và tàn bạo của ba trong cách giáo dục đã làm cho con khiếp đảm đến nỗi vẫn còn nghi ngờ thái độ hối cải của ba. Dù rằng ba hứa sẽ làm một cái gì đó cho con vui, dù thật là nhỏ. Con có biết đâu, khi con xách giỏ đồ của tòa đoàn giặt về giặt, ba đã đọc được một sự e ngại và lo âu trong ánh mắt con. Ba nhìn thấy cả sự lúng túng và sợ sệt khi ba hỏi: đồ của ai vậy? Và con đâu có biết là ba đã có một quyết định trong đầu là phải làm một cái gì đó dù thật nhỏ thôi khuyến khích con và để cho con tin yêu ba hơn. Vì thế sau khi ăn cơm tối xong là ba lúi húi lo làm cho con một cây đèn. Rồi sau đó ba đi cầu nguyện. Khi trở về đã 9 giờ tối, ba đem cây đèn ra thử lại, nhưng cái tim lại bị hư, không sử dụng được. Ba vội vàng tìm một cái tim khác thay thế. Và khi cây đèn được thắp sáng lên thì cũng là lúc cúp điện. Ba đã đem cây đèn ra cho con khi con giặt giỏ đồ đó. Đêm đó ba rất băn khoăn và ưu tư, tìm đâu ra dây để cho con phơi đồ. Thế rồi cuối cùng ba cũng tìm được câu trả lời. Ba đã dậy thật sớm để chuẩn bị toàn bộ dự tính mà ba sẽ làm cho con sáng nay. Ba đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt con và cả ánh mắt tin yêu khi con từ nhà thờ trở về.
và thấy những chiếc khăn của đoàn thiếu nhi thánh thể đã được phơi trên dây phơi xinh xắn. Và bà không bao giờ quên cái nụ cười hân hoan của con. Bây giờ con mới biết ba của con, ba của năm 92 chứ không còn phải ba năm 91 nữa. Con thân yêu, ba không thể nào nói với con những gì ba sẽ làm cho con tương lai. Thế nhưng ba sẽ nguyện với lòng là ba sẽ đem lại cho con những nụ cười, những hạnh phúc dù nhỏ nhoi nhất. Ba muốn con hãy tin yêu vào đời như con đang tin yêu vào ba. Ba muốn chuộc lại những lỗi lầm mà ba đã đối xử với con trong những thời gian qua. Có một điều mà ba đang tự hỏi, tại sao không phải là một người nào đó động viên hoặc khuyến khích ba đi tĩnh tâm, mà lại là con? Tại sao Chúa không nhờ một người như cha linh hướng chẳng hạn, mà lại là con nhỉ? Một người mà dưới quan niệm giáo dục của ba thì chỉ là một đứa con nít, một đứa con nít tầm thường, chỉ biết cúi đầu vâng phục mà không được quyền ý kiến. Dưới mắt ba, con tầm thường bao nhiêu thì trước mặt Chúa con giá trị bấy nhiêu, vì Chúa đã chọn con để ban ân cứu chuộc cho ba. Chúa đã ban ân sủng cho ba qua sự tác động của con. Con là viên gạch của ba loại bỏ, khinh dễ thì lại trở thành viên gọc, viên gạch góc tường nơi bàn tay điêu luyện của Chúa. Bây giờ ba mới thấy những điều kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện, và không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được. Cảm tạ Chúa vì người đã thương mà ban cho ba một ân sủng cao quý nhất, đó là con. Và cảm tạ Chúa vì người đã thương đến gia đình ta.